200. Giá mà mấy nào nặng mình đẩy lên á. Nè 250. Thôi chị ở có luôn, có bình trà luôn. Hello hello, xin chào mấy anh chị. Đúng bài chia sẻ giùm em mấy anh chị ơi. Nay đổi nhân viên nữa, con nhân viên sao nó đi rồi. Đây đây. Để đây đây chị thấy rồi nè. Chào chào chị Nguyễn Thí nha, chào chị Nguyệt Cá. Gấu bạn chị ơi, gấu bao nhiêu? Chia sẻ bài chia giùm em anh chị ơi. Chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Cứ đã gặp được cái này lên trước rồi để 7 nè. Sếp nhớ tìm đồ hộp mình nhé, chiếc tách hoa màu vàng lam. Ok, chị đang còn ạ. Lên lên cái này lên 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 bảy lớp chất này nó bảy nè, để mà lấy cái lấy luôn rút con này nó này dễ bảy lắm. Hello thẩm phán thẩm lên like là đông ngủ quá. Xin chào chị cái gì Thạch Lũ Hoa. Chào chị Thạch Lũ Hoa. Đồ mới rửa xong rồi mấy chị ơi. Mới đẹp, đẹp xong rồi, mới xong rồi anh chị ơi, mới khui mới xong luôn. Cái ly cái màu xanh. Cái bình mới can xịt luôn. Cái gì ấy chắc nó có tô mọc không chị? Dạ bữa nay cũng cái gì cũng có nghe chị. Sao gửi đồ người ta rồi mà không chốt vậy? Dạ một chút nha anh, tại vì em thấy cái đơn của anh ít quá nên là em chưa cái ấy á. Không chị này, anh này anh mới tin ghê á. Ừ anh nào vậy? Trả lời với ổng đi. Chị có còn ở phía sau cái ánh giá bao nhiêu không ạ? Chiếc gót màu đỏ, chàng ơi thấy gì sai. Cái đó nó mi một lọ bộ luôn. Môn một lọ luôn, mi một bộ của trái hồng luôn á chị. Chút xíu em lên chị, em lên từ từ chị ơi. Bữa nay đồ gì cũng có, đồ gì cũng có. Em lên từ từ, từ từ ha. Xin chào mấy anh chị. Chia sẻ chấm bài cho em đi mấy anh chị. Đồ bữa nay đồ gì cũng có luôn. Cũng có, đồ gì cũng có. Đây em lên chiếc gấu đây. Đây em có một con gấu. Rồi chị nào mới hỏi con gấu nè, em bán đầu lai cho chị là 80k. Đây 80, lấy thì chốt mã gấu 80 cho em. Đầu lai em bán 80 thôi, 80k chứ không có gấp ha ha. Trời quá trời rồi, 80. Nãy để em coi coi ai hỏi nè. Để em coi ai hỏi. Mày coi coi ai hỏi ca gấu nãy gì qua. Nói tao quá dễ trượt coi lắm. Em hỏi rồi, ok gái đẹp. À, gái đẹp mở hàng nè, bữa nay cho mua mai bán đất nha. Đây, rồi chị Lê Hằng sao? Cho em coi chú Hải với. Đây, chú Hải có chú Hải luôn. Đây. Đây đây. Chú Hề, chú Hề này là võ tâm nha, nặng bằng tay luôn nghe mấy anh chị. Tên gì? Cá Nguyệt Cá. Khách mới rồi. Gái đẹp ơi, cho xin số điện thoại qua Messenger inbox nha. Lặng cho em nó chốt đơn cho.
Rồi ok gái đẹp, mình muốn nô đồ đẹp là mình phải cho số điện thoại mình anh bóc khách mới thì chuyển khoản cặp giúp em. Rồi cái chú hề này em bán 100k. 100k chú hề võ tâm nha mấy anh chị. Cái này là nặng bằng tay luôn nha. Đẹp lắm. Đẹp lắm, có một con một à. Tí em cặp cho luôn. Ok rồi, chốt cho Nguyệt Cát nè. Chị Kukini sao, Lê Hằng sao. Đẹp lắm. Hên là khui nó không bị gì hết trơn. Mấy anh chị mình sao ha. Chị Nguyệt Cát ơi, cho em bóc cho em đi chị. Đây em lên một ống tâm nữa nè. 200k hả? Ừ. 80 này. Anh bóc em số tài khoản rồi cắt cắt. Đây, cái này nè, nó có số điện thoại rồi, gửi bên Nhật về cho em. Cái này em bán mấy anh chị viết mình. 30k. 30k con khỉ. Anh bóc em đi chị. Khỉ 30. Khỉ 30. Ai lấy chốt mã khỉ 30 cho em. Đây còn cái con này thì nó có cái đồng xu tiền luôn nè, con chuột. Chuột nè em cũng bán 30 luôn, hai con 50. Ai lấy hai con thì em tính 50k hai cái ống tầm. Một con khỉ với một con chuột. 50k. 50k ai lấy hai con thì 50k, một con thì anh bán 30. Mấy cái tách này kiếm cái sọt để gì mình còn vui nữa. Đây em có một cái đồ để bánh nè mấy anh chị. Đồ làm bánh nè. Đây có nắp luôn. Cái cân hồng, cái cân hồng. Chiên trứng, chiên gì đó. Mà như nó qua sử dụng nha mấy anh chị. Em bán mấy anh chị mình 70k. 70 lấy chốt mã 70 cho em. Sử dụng rồi ha. Sử dụng rồi nó hơi cũ chứ nó không còn mới. 70 mình xài về được. Về mình chiên trứng 70k. Lấy chốt mã 70. Cái bộ trái hầm cho chị gây áp lên. Đây nè áp lên. Em không có dám lấy ra rửa luôn nè, bởi vì nó còn hơi dơ. Rửa tàn tay chân của lu bu không à. Không có dám lấy. Ừ. Đây. Đây cái mặt là cái núi ha. Đây nó có một cái tô. Một cái tô. Thì cái loại này nó không có loại bự loại nhỏ đâu mấy anh chị ơi. Mấy anh chị mình có mua rồi thì mấy anh chị mình biết. Nó chỉ có một loại thôi. Đây một chiếc lá. Một cái tô, một chiếc, 5 chiếc lá với một cái trái nhỏ. Đây nó dơ quá mẹ không dám rửa nè. Rửa sợ nó bị mẻ nè. Rửa đồ gì chứ không dám rửa này nữa nè. Đó. Đây đó. Này. 5 chiếc lá đó đó. Với một cái chiếc lá nhỏ nó đựng một trái hồng gì nè. Bộ này em bán mấy anh chị mình 470k. 470k ai lấy thì chốt cho em mã 470. 470k rồi có một bộ một hên là nó không có bị bể gì hết trơn mấy anh chị ơi. Cặp 200k. 470k em chốt. Em chốt cho Gia Linh, tại Gia Linh hỏi nè chị Văn Toàn ơi. Trời ơi nó hên nó không có bị bể nè. Mà em không dám rửa luôn. Rồi mấy anh chị mình sao ha. Nhiều. 470. Ok chốt cho Gia Linh nha Gia Linh. Rồi rồi chốt cho gái đó gái ơi. Hai cái gì màu Linh vàng kia hả shop anh hỏi đầu lai mà. Anh Nhân Toàn nói anh hỏi đầu lai. Tại vì á anh biết sao không? Tại vì cái đầu like cái em chưa lên rồi em đâu có nhớ đâu. Em không có nhớ. Thông cảm nha anh ơi, còn nhiều đồ đẹp lắm. Cái sau đi anh chốt cái sau thì em ưu tiên cho anh mà em cái để cái giá em tự bớt cho anh ok. À tại vì em không có nhớ nữa. Đây em có một cái thố này nè. Đây em bán mấy anh chị mình 50 thôi. 50 thố có nắp nè. Đồ đẹp bữa nay nhiều lắm anh.
đồ đẹp bữa nay nhiều lắm, kỳ sau á anh có chốt cái gì anh hỏi rồi. Đó, em mày em có cái bình trà kia đẹp lắm, đợi chút xíu đi. Dạ mấy anh chị bữa nay em bán đồ đẹp đẹp cái gì 50 nè, bây giờ vô chốt mã 50 cho em đi nè. 50 đồ đẹp đẹp còn nhiều lắm. 50 ai lấy chốt mã 50 cho em. 50 cái hố có nắp nè mấy anh chị, đẹp dữ lắm luôn. 50 lấy chốt mã 50 cho em. Đây em có cái bình trà màu xanh nè, chết mẹ anh bị lỗi chút xíu. Quay cầm ngang lọc thủy lọc tổ ong nè. Em bán cái này 40 luôn, chốt mã lỗi 40 cho em đi. Lỗi cái miệng chút xíu nè, lỗi 40 ai lấy chốt mã lỗi 40 cho em. Lỗi cái miệng chút xíu đây, lỗi 40. Chị Nguyễn Cao Hoàng gọi 40. Đây chị, chút xíu nghe cái miệng nha, chị dễ cưng lắm. Đây cái bình này còn nguyên nha. Trời ơi, chị Gia Linh chứ đó, trời ơi, em tìm bộ này mãi. Bộ nào? Bộ này là cái hồng. Vậy trời ơi, khó lắm á, khó kiếm lắm á. Em có cái này nha anh chị. Đây. Cái này em bán cho mấy anh chị mình 120. 120 ai lấy chốt mã 120 cho em, bình gót mà em cũng chưa rửa. 120 lấy chốt mã 120 cho em. 120 cái này bình gót thôi là mà nó có cái lọc lứ bên này. 120 ai lấy chốt mã 120 cho em. Đây có cái ly nè, ly đẹp lắm nè mấy anh chị. Cái này của Pháp luôn ha, cái này em bán 100k 100, lấy chốt mã 100 cho em. 100 cái ly đẹp dữ lắm luôn, lì đẹp nặng lắm, nặng tay lắm. 100 con cái một, lấy chút mã 100 cho em. Đây bỏ ống mất cái đít rồi. Ba ông này em bán cho mấy anh chị 80, nó bị chóc đi chút xíu nè. 80k lấy chốt mã 80 cho em. 80 nó bị chấp ngay cái này giờ chút xíu. 80 cho anh Nguyễn Cát nha, nó bị chấp đây chút xíu nè. Chấp đây chút xíu 80 Nguyễn Cát số kỳ gì ảnh ảnh hồi nãy là anh hỏi cái này gì nè, phải không? Chờ em chốt mã nó xong. Cảm ơn Linh. Phải, anh mới vô anh hỏi anh cần nhận ở giờ đúng không? Ừ. Anh ơi, nè em để cho anh 50 thôi. Đạt 4 dĩa anh mất tiền. Em để 50 cho anh thôi nghe anh Nguyệt Cát. Ok đi anh. Đây nó bị chấp chút xíu em bán 80, nhưng mà tại vì cái mã hồi nãy á em có lỗi với anh, em vừa bán vừa tặng anh 50 luôn á. Hai cái này em bán 50 nè chị. Hai cái này 50 nè. Đây con chuột này nó có cái đồng tiền nữa, lôi tiền theo nè. Dạ chị, dạ anh. Hai con này 50 rồi, lấy chốt mã 50 đi chị Hồng Vũ. Cái này nó có đeo đồng tiền theo nè chị, thấy cưng lắm. Nó có buộc cái đồng tiền theo. 50 chốt mã 50 cho em đi, hai con. Đây em có ba cái chung này nè. Ba cái chung này giống như ba chung nước cúng. Ba này em bán cho mấy anh chị mình 100k đi. 100k 100, ai lấy chốt ba cái chung này cho em 100. Con khỉ. Chị con khỉ con chuột có lấy không chị? Này nó hơi bị chạy nè. Không biết hình gì nữa. Chữ nổi, chữ 100 em chốt cho Hưng Đại Pháp. Cái gì? Này nè. Hưng Đại Pháp. Một nấu miếng xôi đổ vô. Không miếng xôi đổ vô. Mấy anh chị có ai biết xài này không mấy anh chị? Đổi màu nè mấy anh chị. Đổi màu nè mà em không biết hình gì luôn nữa. Vậy hả? Ông Tô Bà Nguyệt. Ông Tô Bà Nguyệt hả? Đâu có ly đó, không phải cái ly kia nữa. Đây này không biết ông Phật gì nữa, nấu miếng nước sôi đi mới biết.
chào chị Ngọc Bích nha. Em mới nhắc chị luôn. Thì giờ mình mua nước, mình bắt nước sôi mình để vô thử. Đâu rồi? Nấu nước sôi lên đây đi. Quay đi nói cho nó coi luôn. Đâu rồi? Để đây nè, chị để đây nè. Cái thước rồi qua. Đây em có một cái dĩa này đẹp lắm nè mấy anh chị ơi. Đẹp lắm. Nó bị em bị hơi sự để chút xíu. Sự chút xíu thôi. Đây mọc chuyện đây. Mọc chuyện. Đây để em đo cho. Dĩa này đẹp lắm luôn. Hai chiếc mạng vàng bao nhiêu chị? Cái đó một chiếc 100 á chị. Một chiếc 100 em có chiếc 100, 2 chiếc. Ừ. Một chiếc 100 chị. Cái đó là em có cái giá luôn á, ở trong cái hộp luôn á, em tặng chị cái giá y gan vậy luôn á. Cái này là ngang 24 nè. Da vàng. Dạ dạ, đợi chút xíu em lên cho chị. Cái này ngang nó 10-12. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị mình 120 luôn. 120 luôn. Đẹp dữ lắm anh chị, đẹp lắm. Nó có một cái một luôn, hai bên là giác vàng luôn nè. Nè, hai bên giác vàng. Dạ, rồi để bây giờ thử nước sôi là mình sẽ biết hình gì nghe chị. Hai chiếc mạ vàng, hai chiếc mạ vàng là hai này nè. Cái này là một hai con chó nghe chị. Còn cái này là nó như là con mèo, con mèo á, con mèo. Con giáp thường mình là con mèo, nó là con thỏ đó. Nói chung là trong hai chốt của trung tâm tiên phong. Rồi chốt cho chị nha, chung lâu phải chốt cho chị. Đẹp dữ lắm chị ơi, cái đó đẹp lắm. Đúng rồi, là em bán 150 đó, nó hơi chạy chút xíu. Cái này là con mèo, cái này là con chó chị. Thì trung tâm tiên phong. Chốt con nào thì cho anh có 3 cái không phải không? Ba cái mà đạo nó có ba cái không kìa. Cái gì ba cái lận, còn cái nó giống hình y vậy nó mang không chân lên. Đây em có một cái cái này nè. Nhiều hả? Cái này nó cũng còn đẹp lắm nè. Cái này cây hay gỗ mây ca? Mây ca. Mây ca mà nó giả gỗ mấy anh chị. Mây ca nó giả gỗ. Cái này em bán cho mấy anh chị mình 70 thôi. 70 nó hơi bị khừ chút xíu ở đây nè anh chị. 70 lỗi 70 cho em đi, mà nó dày lắm tại vì nó cạ chung với mấy cái chén đó, nó không có nằm trong hộp bởi vì nó hơi cũ. 70 ai lấy chốt mã 70 giùm em, mã ca giả gỗ 70. Để con đây 70 có một thùng đồ hộp ở đâu hồi nãy chị lên cho mấy đồ hộp. Cái khay trà có chân không lẽ nào? Đó em không có. Chị Thủy Thỏ ơi, chị hỏi hai này chị có lấy không chị? Để chị hỏi rồi cái em trả lời chị, em ngu cái hỏi cái người khác chốt cái em không có hay. Đây. Hình chị Thỏ. Em mua bông gì chồng? Lên nè. Đây có cái này nè. Cái này là giống như nó của anh vậy nè. Chuột bao nhiêu nè. Hai con đó 50 á chị. 50 á. Cái này nó có nắp luôn nè. Cái này không biết em đựng gì, không biết đựng gì em biết. Ngang nó là 12. Cao nó là 17. Cái này em bán 500. 500k của anh luôn nghe mấy anh chị. Của anh đó. 50 em chốt cho chị gì nè. Ánh hồng vũ. Vũ. Đây. Không có qua ánh hồng vũ. Đây em có hai cái bình lọc. Này 50k. Có hả? 50. Hả? 50. Cái à? Hai cái này em bán 80 luôn. 80. Hai cái 80 mấy anh chị. Bình nó bằng đất rồi. Hai cái 80. Lấy chốt mã 80 cho em. 80, hai cái 80. Mấy anh chị có ai xài pha lê không? Em có mấy cái pha lê nè. Chắc 5 cái hồi nãy nó 6 cái mà nó da chạm nó bị mẻ đứt hết miếng xíu. Này em bán một cặp 150.
một cặp 150 pha lê nha mấy anh chị, cái này pha lê một cái 80 đó, một cái 80 em có 5 cái bộ đó nha. Đây chán miệng 12 nè mấy anh chị, đây chán mập ở trong nó có chiếc lá, một cái em bán 25k, em có 5 cái, một cái 25k 5 cái, ai lấy 25 sạc số lượng cho em 25, một cái 25k sạc số lượng 25k 25k nha mấy anh chị. Cái miệng nó là 12 đẹp dữ lắm, nó in chiếc lá ở trong cái chén luôn. Ok em nói vậy rất chân tình. Trời nó sâu rồi. Đang nấu. Nấu gì luôn chứ trời. Thôi thôi chưa. Đây em có bình gót nè. Cái này em bán mấy anh chị mình 50 luôn. 50. Ai lấy bình gót 50 nè. Gót 50 mấy anh chị ơi, gót 50. Gót 50. Cái chảo chiên trứng 50 luôn. Đây, ở dưới đây. Hai đĩa vàng nhiêu tiền. Cái đó cái 100 đó chị. Chị Hồ Phượng cái 100 á. Được. Ô, trời đẹp vậy. Mới thấy luôn á, trời đẹp vậy. Cái này hình Phật bà luôn. Trời ơi đẹp vậy. Cái đổi màu này hình Phật bà nè mấy anh chị. Nè, hình Phật bà luôn. Em sẽ nhìn đi. Còn cái này không biết tơ bằng mày. Hình Phật bà. Chế nó cho người ta coi luôn đi. Chế đi. Nè chế qua đây đi. Đây. Cái này em bán mấy anh chị mình cái 300 nè, ly đổi màu nè. Đẹp vậy kìa. Rồi cái này nó đổi hơn. Trời, cái này còn đẹp hơn nữa nè. Cái này ông tơ bà Nguyệt. Trời ơi. Nhiều cặp ly đen. Cái này cặp này em bán 600 nè mấy anh chị, 600. Một ly Quan Âm, một ly ông tơ Nguyệt tới hai cái thì 600. Còn lấy mẹ Quan Âm thì 350. Chưa ai chốt gì hết đó má. Có cái gì? Không biết. Có gì đó mới. Có hai con thỏ không à má. Đây cặp ly đen 600k. Lấy chút mã 600 giùm em. Hai cái dĩa gì vậy? Bằng sứ hay gì vậy? Ủa, bằng sứ. Dạ bằng sứ. Bằng sứ là nó một dĩa vuông vậy. Một dĩa, một dĩa. Bằng sứ nha, đổi màu nha, chế nó sôi rồi là nó lên màu bằng nữa anh chị. Trời ơi đẹp dã man luôn kìa. Mới thấy luôn á. Nhưng mà nó nguội rồi nó sẽ đen rồi. Vậy hả? Ừ, nóng. Nóng ở đầu rồi coi chừng đổ. Nóng lắm. Sao đẹp dữ vậy? Mẹ mới chưa thấy luôn á. Trời nó nhìn thấy. Đây em có một cặp đây nè. Miệng nó là 12.5. Cặp này em bán cho mấy anh chị mình 60. Một cái 30, một cặp 60. Một cặp 60k. 510 nha. Sáu mươi. Đưa bên kia, đưa bên đây chị. Ai vậy? Đặng Anh Khoa. Đặng Anh Khoa. Lên, chán nó cũng có một cặp nữa đó. Trời lấy cái kia. Khách mới vô bóp giúp em nha. Đặng Anh Khoa vô anh bóp giúp em. Cái này ngang là 16 nè. Hoa này xem kích thước. Em mới đo 12.5 á. Chán 12.5 chị. Em xem lại chán lá. Dạ chán lá đẹp lắm nè. Chán lá này em bán 25 nè. Ngang là cái miệng nó 12. Đây. Cái này cá 25k nè. Anh đẹp lắm. 25k nè em có 5 cái. 25k sạc 5 cho em đi. Dạ em chốt cho anh luôn nè. Khỏi sạc. Đặng Anh Khoa vô anh bóc giúp em à. Anh Đặng Anh Khoa khách mới vô anh bóc giúp em đi. Nhà hoa gì mày. Dạ em chốt cho anh rồi đó. Nhà hoa gì. Này của ai. Cái này như hoa mẫu đơn, hoa cúc gì đó mấy anh chị ơi.
Cái này miệng nó 16, một cái 30k, một cái 30k, ai lấy 30 thì sạc số lượng cho em. Đây mặt chuyện em có đâu chục gì đó, khách mới chút đơn giọt mức già. Một cái 30k mấy anh chị, 30. Đây, đẹp thế ghê luôn nè. Bữa đó em có một cái dĩa lớn em bán rồi, giờ nó có đẻ ra mấy cái dĩa nhỏ. Một cái 30, ai lấy 30 sạc số lượng cho em. 30 sạc số lượng. Dĩa đẹp lắm anh chị ơi. Không đưa lên mà đó đây. Đây bốn cái dĩa bông dây nè. Miệng nó cũng 16 luôn. Đây. Bốn cái này em bán mấy anh chị 100k. 100k lấy chốt mã 100 giùm em. 100. 100 ai lên lấy chốt mã 100 giùm em. Không 18, miệng nó 18. Cao là 5, miệng 18, cao 5. Đây, có mập luôn. Cái này em bán 120. 120. Ai lấy chốt mã 120 giùm em. 120k, đây dày dặn đẹp lắm em mấy anh chị. Đây. À, bằng gốm lấy hai đĩa 30 và lấy hai cái này phải không chị Hồ Phụng? Ok thì ok giùm em đi chị, tại em có chục cái gì lận. Hai Hồ Phụng cách mới vô mới xin giao vẫy tay giùm em nha. Ok giùm em đi chị. Hai bác 60 ai chốt rồi dạ. Dạ chị sao á anh Đặng anh Khoa chốt chị sao? Em có bốn cái ly này đẹp lắm, hoa mai mà nhám tay luôn. Đây. Đây có mọc chuyện luôn. Ok rồi qua anh bóc giúp em đi chị. Cái này em bán cái 20 nè, cái 20, bốn cái 80, đẹp lắm. Đây men nó là men nhám nha mấy anh chị, men nhám, men nhám mọc chuyện đây, bốn cái 80. Ai lấy 20 sạc 4 giùm em, 20 sạc 4, 80k, 4 cái chung 80k. Ba đọc cho giết cho bà. Đây này con, một con khỉ. Rồi con khỉ này em bán cho mình xem hai đĩa vàng. Dạ. Đây. Cái đĩa này nó còn mới luôn. Nó còn mới luôn, nó trong hộp luôn nè. Trong hộp, nãy trong bọc. Đây cái này là con chó. Đây nè, nó còn mới luôn. Còn có ba cái nha. À. Ba cái kia gì lấy ra luôn đi. Cái kia nó là con chó luôn. Vậy hả? Được một cặp con chó, cái kia là con thỏ. Lấy cái nào thì chốt mã giùm em. Có khui gà trắng xanh, xanh lấy ba mã cho em nhé. Dạ dạ chừng nào còn. Cho chị con chó. Em em chị chia sẻ đi. Đây cho chị con chó, này phải con chó không? Con chó. Không, chị lấy con chó vàng. Cái đó lấy con chó vàng phải không? Đây đây con chó vàng đây. Rồi chó vàng thủy qua đi. Rồi. Lấy trong hộp cho chị đi. Rồi. Nãy nó nằm trong hộp vậy luôn nè chị. Đây nè, nó nằm trong hộp vậy luôn nè. Cái chân đã quấn lại. Alo Hồ Phượng ơi, vô đây. Inbox Messenger nè chị, bà chân vô cái tủ đi, rất là đẹp luôn. Chân vô cái tủ rất là đẹp. Đây nè, em chốt cho chị trung tâm thiên phong con chó nè. À. Nó có cái giá luôn á chị, để vô hộp đàng hoàng đi. Cái này là con trâu. Con trâu nè em bán trâu lục lạc nè, nó hơi dơ nè, em bán 20 luôn đi. Ok. Cái mấy cái mấy cái là gì chị? Có mấy cái, em còn hai cái đó, em có ba cái, hai con chó một con thỏ mà em chốt một con rồi, em còn hai con đó đó. Thỏ
Đây hồi sáng tôi đưa bà hai con. Nó cũng vẫn trong hộp luôn. Nữa, đứng lựa lựa tôi đưa bà hai con. 20 chơi lê thắng nè. Hả? Cái này quên rồi. Này em cũng bán 20 luôn nè. Này em cũng bán 20 luôn nè, ông nội em biết nội nào mà ông xấu rau thôi đó. Này qua trung tâm tiên phong rồi. Ok, ơi, cho em xin số điện thoại nha. Cho mấy con dao vẫy tay giùm. Người ta thấy cưng. Hay đó. Chị Hồ Phượng ơi, em còn có 2 cái hả chị? Em chốt cho chị trung tâm thiên phong 1 cái rồi. Chốt cho Lê Thắng luôn. 100 ngàn. Phải không? Lê Thắng nè. 100. Rồi con này 50 nè. Còn con 50 luôn nè. Chị Hồ Phượng chịu không chị? Em chốt cho chị 2 con đó. Chị còn 2 con à. Chịu thì ok đi chị. Em lấy vô cho chị. Chị Hồng Vũ sao rồi, cái này 50 nè, con khỉ nè, khỉ lớn nè, khỉ lớn 50 nè. Rồi ok, em xem ấm trà, già để em lên chị, gớm nhật mặt. Ca trên bàn, ca trên bàn là gì? Ủa này, có đó không phải cái ca như cái hũ đó chị. Để dàn giá sao chị? Hồi nãy cho ai này á. Nhìn giống con cá ép mà, tại thiên mà nó ăn cắt ngọc. Lê Thắng. Lê Thắng ơi. Để dàn giá sao? Lê Thắng ơi Phan để chị Hồ Phượng và ok hai cái cho chị nè. Chị qua anh bóc đi chị. Đây, để vô hộp cho chị để nắp cái hộp chứ nó bị sự chân không có đẹp. Hai cái này nhiều lắm. Cái này của chị trung tâm không rồi nè. Cái 20. Ừ. 20 và ghi 20 được rồi. Cái 20 này ghi số 2, 20 nữa. Hồi nó kiếm 2 con thấy muộn nội nó vậy. Vậy 2 con này mà. 1 con 20. 2 con 40. Đây em có một cái nồi đất nè. Dạ em chốt cho chị rồi đó chị Hồ Phượng. Phải chị không biết nữa. Biết chị anh rồi đó. Qua anh bóc giùm em đi anh chị ơi. Cái này miệng nó 18 nè. Miệng nó 18. Không đâu 17 giữ à. 17 giữ rồi vừa mình kho cá luôn. Vừa mình kho cá luôn. Đây. Đây cái này ta xài rồi nha. Đồ xài rồi nha. Đồ xài rồi. Đồ xài rồi nhưng mà lòng trong nó còn đẹp lắm. Đây. Em bán mấy anh chị mình 70 luôn. Biểu nhường lại mồi một cái. Chó được 3 cái không? Tại chị cũng con chó nữa đó chị chia cho anh chị chia cho chị một cái đi. Em là em để từ nãy giờ á, tại bả không có thấy đó. Bà chốt ở trung tâm thiên phong nè. Rồi anh Thiên Bảo sao? Còn nha, nồi đất còn nha. Chờ xíu em lên đó đi. Còn mình lên cái đó khác. Tại chị con chó đó, rồi chị bởi vì chị chốt con chó luôn. Mà lâu lâu nó khui được một cái nó vàng còn đẹp vậy. Cái này miệng 19 nè. Miệng 19 dài nó 30. Cái này em bán 150 luôn. 150k. Hồ Phượng ơi cho em xin số vậy cho em xin anh bắp. Qua anh bắp giùm em chị Hồ Phượng ơi. Đây em bán 150 nè. Còn mẹ còn mạc luôn. Còn mạc luôn. Anh da băng. Mẹ mới đây. Trái 3D luôn mấy anh chị ơi, 3D luôn. 3D luôn đẹp lắm. Đây Thắng vô anh bóc cho em luôn. Đây nè, cái ly đổi màu hồi nãy nè mấy anh chị em đổ nước ra thành màu đen lại nè. Nè. Có mấy mẫu cắm hoa lại là. Trời có nhóc vẫn nặng thấy mụ nội luôn. Ủa cái ly đó ra để lên đi. Cái đó là ta đang nói chuyện gơ. Đâu phải hỏi gì đâu. Này như là cái phu thê của cái nhỏ cái lớn. Đây lên cái bình rượu. Đây. Đây là một chuyện quá trời nhiều luôn nè. Cái này em bán chuyện 100k luôn đi. 100k. Ly đổi màu bao nhiêu? Bán sao chị? Bây giờ một cặp này á, nếu như mà Lê Thắng lấy thì chị để cho 500 thôi. Nếu một cái bà phạt á, thì 350, còn cái này á, thì 250. Một cặp thì tính cho 500 nha. 600 hả? Ừ, nhưng mà tính 500 thôi. Tính để 500 đó. Lấy một cặp á. Cái miệng là 4. Cao là 19. 100k. Bóc giúp em Hồ Phượng ơi, cho em xin số điện thoại luôn. 100k.
vô rồi đó mày. Không phải. Vô rồi nè. Okay. 100k, ai lấy bình rượu chốt 100k cho em. Đây cái bình trà nè, bình trà nè, cái nắp nó bằng cái ly luôn nè mấy anh chị. Trung tâm tiên thông. Tích gì chị. Này nhiêu mà ta? Ông Tơ Bà Nguyệt với tượng Phật Bà nha. Một ông Tơ Bà Nguyệt với tượng Phật Bà. Đây cái nắp bằng cái ly luôn. Lấy cái này ra đem nội vô chắc không phải của nó. Cái đẩy không được. Đây cái bình này em bán 130 nè. 130. Đẹp lắm. Cái nắp nó là một cái ly luôn. Mình góp 130. Có cái bình màu đen lên luôn đi. Cái đồ dằn giấy. Đây, cái bình đen nè. Không có mập. Bán 150 luôn. Tổ ong nha. Bông lá lúa nè. Cái bông lá lúa lắc kê luôn. Nhưng mà có một cái nó không có mập luôn. Bán 150 luôn. Ai lấy chốt mã 150 giùm em. 150. 150. Mấy anh chị chấm bài giùm em. Mấy anh chị ơi. Sao mẹ em lên like không thấy ai mình là chấm bài nó không có chạy gì. 150 cho vô gai dắp nhắc. Khách mới cho em xin số điện thoại nha. Chị ơi lên cái bình hoa thủy tinh đằng sau đi ạ. Ok rồi. Linh Phan. Dạ rồi. Chấm bài chị bảo không bao giờ chấm bài giùm em chị cho em thấy bà chị. Vô gai dắp nhắc. Vô gai dắp nhắc cho em xin số điện thoại inbox luôn. Đây đứa bình bông đó chị ơi Linh. Ồ năm này cưng quá. Số điện thoại của Phượng Hồ chị ba. 0979. Thôi mày ghi vô trong cái giấy đi. Nhát nhít đây nè. Nó còn hiệu luôn nè mấy anh chị. Nhưng mà nó bị lỗi ở đây có chút xíu ở đây nghe cái miệng nè. Mấy? Chấm 0979 230. Cái miệng nó 12. Acabana lại diện đi nữa. Cao là 27. Đây nó bị lỗi chút xíu. Em bán cho mấy anh chị mình 300k. 300k. Không có mập. 300k nó bị lỗi cái mấy cái khía này nè. Em bán 300k cho mấy anh chị mình luôn. Cái này là của Pháp á. Nó nặng dữ lắm luôn. Cái này như pha lê của Pháp. Em bán cái bình bông bằng một cặp ly pha lê người ta bán. Ba trăm chốt cho gốm Nhật Ngọc Bích. Khách mới cho em xin số điện thoại nha. Nãy em biết ai hỏi. Khách mới vô inbox giúp em mấy anh chị ơi. Phan nãy ai hỏi nè. Không có inbox là em không có chốt đơn được mấy anh chị. Linh Phan ơi. Nãy ai hỏi nè điện thoại nè. Coi được. Linh Phan á. Chị có chốt không Linh Phan? Đó gì em. Đâu em ngồi ở đâu chừng. Ủa, lớp 12 không bán gì. Cái chữ vô ra đây rồi, chữ gắt dính nước miệng. Tây Ninh á. Trả lời thắng cho số điện thoại kìa. Vô anh bóc giúp em luôn. Cái ấm kế bình xanh kìa chị. Cái ấm kế bình xanh đâu ta? Đâu? Ờ, bên đây hả? Ờ, cái đó 500 đó chị ơi. Cười cái chi á. Em đâu cười gì đâu. Nó cự ở đây nè, cự mấy đứa ở đây nè. Cự ngoài đời á chứ không cự trong phim chị ơi. Đây. Cái này 500 nè chị, cái này đồ mình trưng bày chứ mình không có ấy gì được đâu. Dặn mình chơi. 500. Lấy chút mã 500 cho em. Bình bông á, bông lõi á. Nhà ba quấn cho bình cái hết nhà. Ừ, thấy nè. Đây. Đây trái này trái gì nè em bán cho mấy anh chị mình 20. Chị biết. 500k đó chốt đi. Trời ơi lúc trước hả. Thôi đó anh chị. Mẹ em bán 20. 20. Có người có chốt không? Ai lấy chốt mã 20 cho em. Ờ, cái bình nãy chị nào chốt rồi đó qua. Bình chốt đó, chị góp nhà Ngọc Bích đó. 20. Ai lấy chốt mã 20 cho em. Em chỉ hỏi xem thằng nào. Đây
20 hút chốt cho chợ. Xin chào chị Hoa. Trời ơi mấy ngày nay em không thấy chị, em kiếm chị hoài chị. Em thích chị lắm á, em thích chị lắm á. Ngọc bắt vô Messenger inbox giúp em à. Đây 5 con vịt gắt đũa nè, em bán cho mình 100k nè. Nhớ chị lắm á. Cái gì có trả gì 120 gì quay ơi. 100k. Ai lấy chút mã 100 cho 5 con vịt gắt đũa giùm em. 100 5 con vịt gắt đũa. Cưng lắm mấy chị ơi. Vịt 100 đúng rồi, trời trời chốt gì vậy cưng quá. Chốt gì mà đúng chính tả dễ kiếm luôn. Dạ. Nghe Lê Thắng ơi. Cưng lấy băng kèo anh nó lại. Đây cái này nó nhiều lắm rồi ơi. Cái này nó nhiều lắm. Này có 4 cái nè mấy anh chị, nó còn nữa mình không biết ở đâu đâu. Giờ có nhiều lên nhiều được. Đây. Cái dĩa nó mọc xanh luôn. Cái miệng nó là 13.5. Em muốn tin rồi. Cái này là 16. Cái này 4 cái này em để cho mấy anh chị mình 100k luôn đi. 100k. Ai lấy chốt mã 100 cho em. 100 nha, bao đẹp luôn em mấy anh chị. Bao đẹp luôn, màu xanh luôn. 100. Tặng cho táo nó xinh hoài. 100 cho Quỳnh Thiên Bảo nè, đẹp lắm. Cái này cái đó mang nó đẹp. Nhiều. Đây em có con gấu nè mấy anh chị. Gấu. Gấu này em bán mấy anh chị mình 30 luôn đi. 30. Gấu đẹp không? Gấu đẹp. 30k. Ở dưới đít nó là cầm cái túi tiền. 30. Mình thêm bảo cách nói cho em xin chú hội nha. Lấy chút mã 30 cho em. 30. Em có cái mài nghệ nè. Mài nghệ nè em bán mấy anh chị 10.000 luôn đi. 30 chốt cho Jenny tôm. 10.000 nè mấy anh chị. 10.000 ai có đơn chốt luôn đi. Mấy anh chị ơi vô chốt nhiều nhiều đi. Em cho em mới đi đơn mấy anh chị, đẩy một đơn không mà mấy anh chị. Cái gì vậy? 10.000 mấy anh chị. 10.000, 10.000 mấy anh chị ơi, 10.000 lẻ mấy anh chị ơi. Đây nè, có bình nước chấm nè mấy anh chị. 40. 40k. 40k. Có chén cơm bộ không chị? Hồi bữa nay nó chén lẻ lẻ, ngủ sắc, ngủ gì không, không có cơm bộ cái. 30 đâu rồi? Đây. 40 chị. 40, nãy 50 mà giờ em lên nữa em bán 40 nè bà ha. Con cái bán luôn cho đi luôn nè. Gấm Nhật Ngọc Bích còn ở đó không chị? Hồi nó mới nhắc xin rồi. 40 chị. Chị Tài Ngô ơi. Chị chốt mã ta lại 40 giùm em đi. Kiếm ba cái dĩa nó quy. Ba cái dĩa chốt à. Ăn nha. 1.000 lại gì trời. 1.000 lại gì mấy nữa. Này 10.000 chị. Này 10.000 nè. Cà nghệ 10.000 chị ơi. Chị anh ơi, anh Hồ Phượng, chị Hồ Phượng gì ơi, 10.000. Này nhiêu? 40 chốt cho Hoa. Rồi, đúng rồi. Trời ơi, đúng đẹp luôn á chị. Nè, chị Hoa, chốt chị Hoa nè, 40 nè. Nè 10.000 cho chị Trung Tâm Thiên Phong. Chị Hoa hả? 10.000 trời ơi, chị sao luôn chị. Bà để số 10 được rồi chị. Bà để số 10 được rồi, bà viết chữ ngàn chứ chó lâu rồi. Đem trên số nội nghe chị gấm ngọc Ngọc Bích ơi. Đây em có hai cái ly mặt nè. Có mặt luôn nè, 40 đi. 50 luôn hả? 5 cái luôn nè mấy anh chị, 100 đi. 100k. Hả, lấy con vịt rồi, cái này 10 ngàn. Con vịt cái gì? Của chị Hoa. Của chị Hoa hay là chị nào á. Đây 100k nè mấy anh chị, ly mặt. Chốt vịt chị Linh. À, chị nào chốt 5 con năm đủ 4 cái hả? 80 mấy anh chị.
80 nè, ly mọc luôn, có mọc luôn. 80k. Ai lấy chốt mã 80 cho em. 80. 80, 80.000. Có 80.000 nè mấy anh chị ơi. Cái này nó là 4 con. 4 con. 5 con. Đây em có cái này em bán mấy anh chị mình về trồng cây là 10.000 luôn. 10.000. 10k, 10k. 10k nó có 4 cái chân luôn nè mấy anh chị. 4 cái chân luôn nè. Bán 10k về cho mình trồng cây đi, cây xương rồng, cây sen đá gì đó. Đây. Con cái ly nè. Nè em bán này 50. 50. Thấp bức thần. Ai lấy chút mã 50 cho em. Nhiều ạ. 50, 50. Có lên khỏi rồi, mở rồi. Con vịt đó, con vịt nó cũng nằm vụ rồi. Cái này con cáo hả con? Ừ. Đây em bán cái này cho mấy anh chị mình 30. 30. Miệng là 9. Miệng là 9. Ủa 80 đây, 80 hộp cho em chốt cho Hồ Phượng. Và mạng xấu gì mấy anh chị ơi, sao mà em không thấy mấy anh chị gì chứ. Cái này 30 nè mấy anh chị, 30. Cái này ai? 30, ai lấy chút mã 30 giùm em đi. Bình Thiên Bảo. Góp mập. Bình Thiên Bảo ơi, giờ này Hồ Phượng. Cái này Hồ Phượng. Nè em lên thố này lại nè. Thố có cái nắp nè. 40. 10k cho chị Hoa nè. Cái này trồng hoa nè chị. Chị Hoa. Cái này 40 nè. Cái thố có nắp bán 40 luôn nè. 40. Cái này có mấy cái nè quên. 40 cho Lâm Mỹ Tâm. Cái này của chị Hoa. Mấy ly trên bàn bao nhiêu chị? Mấy cái ly ở ngoài sau cái bình đó đúng không? Cái này nè em bán cái đó. Cái gì chị? Làm nến cũng già đúng rồi đó chị. Bộ này 5 cái nè. 5 cái em bán 1 cái 70. Nó cũng như là Satsuma gì đó, nó như con ngựa nhưng mà nó không có để con ngựa, không có mọc gì hết trơn á. Em bán 1 cái 60 đó, em có 5 cái đó. Nhiều khi nó có mọc mà mình không thấy. Không, ngay trên bàn. Rồi, ngay trên bàn đây, đây, đây chờ. Cái này là 50 nè. Cái này 50 nè chị Lê Linh. Đấy thì chốt mã 50 cho em chị. Còn cặp này thì em bán cho 500 nè. Một cái ly là ông Tơ Bà Nguyệt. Cái ly này là hình của bà Phật Quan Âm. Còn cái này là ông Tơ Bà Nguyệt. Chị muốn lấy cái nào thì chốt cái nấy. Cái bà Phật 350. Còn cái ông Tơ Bà Nguyệt 250. Chị lấy 1 cặp là em để chị 500. Còn cái này là 50. 50 chị. Johnny Tom ơi, do mắt kia nhường để dàn con chó nhé. Tại vì anh chị biết sao không, chị cũng con chó đó, để em kiếm cái sao có con chó rồi. Nó kìa mà nhỏ em nó còn nữa kìa mà nó không biết ở đâu kìa. Còn hai cái nữa qua lửa nữa. Đây em có một cái thố này nè, em bán cho mấy chị mình 30 luôn nè. Mình để đồ ăn đồ uống gì mình đậy vô cho để tủ lạnh nó hít lắm. Đây. 30. 30, lấy 30 nha mấy anh chị, 30. Đem con cái muỗng vàng này em bán cho mấy anh chị mình 30 luôn đi. Nó hơi cũ nha. Nó hơi cũ đây xíu nè, em bán 30 luôn. 30. 30 cho Johnny Tom. 30 cho Johnny Tom. Johnny Tom ơi, bóc giúp em Johnny Tom. Cái này cái muỗng 30 luôn nè. Lấy mã 03 cho em đi. Lấy mã 03 cho em đi. Lấy mấy muỗng vàng ngoài sau ra chị coi. 03 đi chị, để em thôi nó. Chị Xuân Thảo ơi, chị chốt mã 03 giùm em đi. Tại vì cái đó 30. Lấy mấy muỗng vàng ra. Nè chị, 30 nè chị. Chốt mã 03 và Lê Thắng. Tại vì em sợ nó lầm á, nó lộn mã. Mình hết cái đũa chưa? Chị để mình nắm. Đây em có cái muỗng này nó dài lắm nè. Có 1 cái một. Bán 20 luôn đi. 20. Nặng lắm. Nặng lắm 20. Muỗng nặng lắm nè mấy anh chị, 20.000. 20.000. Em lấy hũ có nắp 30. Rồi chốt cho Johnny Tom rồi. Chốt rồi chị ơi. Nãy này chốt nè rồi nè. Này nhiêu? Có 30 luôn.
Mà nó không giống nhau mấy ta ơi. Rồi bây giờ phải bán lẻ. Ờ, à, 5 cây này đúng không? Ừ. Đúng rồi đó. Đây. Đây em có 5 cái này, cái này nó còn đẹp nha, cái này còn đẹp. Em bán. Cái này nó còn đẹp nè, em bán cho mấy anh chị mình cái 60 luôn. Cái 60. Cái 60. Này nó kiểu nó luôn. Ờ, 20 chốt cho chị Hoa nè, mũ này đẹp lắm chị, dày lắm. Cái này em bán cái 60 nè, nó còn đẹp luôn, nó không chảy xước nha. Cái nào có cái gì thì em báo cho mấy anh chị mình. 60, ai lấy 60 xẹt 5 cho em. Đây, còn mới đẹp luôn. Nó bị mấy cái này mất cái bọc rồi. Cái này là cũng như cái giá nè, đẹp lắm. Còn đẹp lắm. Còn mới chưa xài luôn mấy anh chị. Ừ. 20 hả? Ừ, cái đó 20. Đây. Bộ này thì em bán 300. 300 thì nó còn trong hộp luôn, 300. Kìa, còn 10% nữa, ốp lên, ốp lên. Muốn bạn tới rồi, ôm thầy lấy à. Hai bộ đó. Là trong một bộ ba bộ. Ba bộ chốt có bộ à, chốt có bộ à. Một lạc bộ nữa. Đâm vô. Rồi chấm bài giùm em nè mấy anh chị ơi. Vô lại mau. Alo alo, mấy anh chị ơi, mấy anh chị. Đây cái ly này em bán mấy anh chị mình 20. 20. 20 nè, cái ly này của cái Nhật 20 thì vàng bao nhiêu em mới vào. Và nãy giờ mạng em cũng yếu nữa. Cái này thì một cái nó 60 nè chị. Một cái 60. Nó một cái đó như giá mốc canh, còn này thì muỗng cà phê chưa sử dụng luôn nha chị, còn trong bọc luôn mà tại vì nó mất bọc nè. Đây. Còn cái này thì em bán cũng 60 nhưng mà nó trong hộp nó 300, cái đó thì nó không trong hộp nha. Còn này nó có hộp. Nhưng muỗng ở ngoài đó thì em thấy nó đẹp hơn. 20 là chốt cho Lê Thắng. Phải không? Phải chị mới kêu 20 không? Ờ, 20. Rồi 20 cái ly chốt cho Lê Thắng. Muỗng vàng đẹp lắm chị ơi nè. Lê, nó còn mới luôn. Nó còn mới chưa sử dụng luôn chị. Đây mà nó lạc rồi, vô một cái này nó tròn ủng, còn cái kia là muỗng cà phê. Đây có hai cái ly này đẹp quá nè. Hai ly này em bán cho mình 50 luôn đi. Lấy thì chốt mã 50 cho em. 50 cái ly con công này không đủ tiền là giả tay luôn. 50. 50, 50. 50 thì giá bao nhiêu? Một cái 60 chị. Một cái 60. 60k còn mới cho em spend chưa xài. Tôi chỉ tin mình. Tôi đã nói nhiều quá. 50 chốt cho hoa mà bởi tì. Nè đẹp lắm chị ơi. Cái gì? Tôi không đâu. Chưa kêu. Kêu rồi. Chưa. Nãy tao kêu. Nãy tao kêu rồi. Cái này 150 nè chị. 150. 150 lấy chốt mã 150 cho em. 150. Nó trái 3D luôn, nó nặng lắm chị ơi. Hàng nó còn tem mạc luôn. Có gì á chữ Nhật không chị? 150 chốt cho Hồng. Hồng Hoàng Loan. Khách mới hả? Biết rồi. Cái 60 á mấy anh chị ơi, muỗng vàng cái 60 cho em coi lại. Rồi rồi để cho em cho chị coi đây. Tại em biết sao nó nặng. Đây chị coi lại. Sao cái này nó không chốt? Ông Janito nó không chịu nè. Đây. Chịu đây. Nè chị, đây. Nó hai bên đây là nó có ba trái nè. Hai bên đây là nó cũng có trái luôn nè. Nè. Nó còn ấy luôn nè.
còn cái tem luôn nè, đẹp lắm, đẹp lắm, nặng nề lắm chị ơi. Em khui á, đây em khui, em cũng ít có lấy lợi lên like lắm. Rồi chị có chốt không chị? Chị có chốt không chị? Chị Hồng Loan ơi, không chốt, em chốt cho Tài Ngô nha chị Hồng Loan ơi. Ok chị chốt thì chị ok giùm em đi chị. Dạ ok chị, chốt cho chị Hồng Loan. Đẹp lắm, tại vì mấy cái đó nó gói cũng khó. Hoàng Hồng Loan cho Messenger inbox cho em nha chị. Cái này là cũng như cái hũ trà của anh Messenger đó. Cho em xin số điện thoại. Dạ em chốt cho chị rồi đó chị. Vô Messenger inbox số điện thoại giùm em đi. Đây 150k đúng không? Ừ. Đây nè, em có mấy cái ly pha lê nè. Em có mấy cái ly pha lê. Em bán một cặp 150. Ly pha lê một cặp 150 mấy anh chị. Đây. Cái miệng nó là 5 rưỡi. Cao nó là 10 15. Một cặp 150k. Một cặp 150k quá trời đẹp luôn. Đây, 150. Đây. Đây em có một cái muỗng nè mấy anh chị. Cái muỗng nè. Nó hơi bị chày nhẹ, để xíu em bán 30. Lấy chút mã 30 giùm em đi. 30. 30. Em mình bóc da chị 30. Dần giấy 30 nè, lấy 30 đem tặng cho nẻ màu xanh này luôn, hai cái 30. Pha lê vậy không? Cái này phải pha lê không quá. Tại em thấy nó nặng quá, nó giống pha gõ coi. Lính này phải pha lê qua. Ta phải pha lê. Alo. Pha lê trộn. Pha lê trộn gì đó chị ơi. Pha lê trộn gì đó. Đây xem 5 cái lĩa vàng. 150 em chốt cho Tài Ngô nè. Nó có 5 cái đó, lấy hết không Tài Ngô ơi, đẹp lắm. Người ta bán cặp 300-400 ngàn á. Đây, cho nó coi 5 cái nẻ vàng nè, nó còn mới luôn nha. Có 5 cái đó, nãy tới 6 cái lần, nếu lấy hết thì em lấy hết, em tặng cho 1 cái. Nó bị mẻ chút xíu. Rồi, một cặp ly, ok, ok. Đây nè, nó có 5 cái nè mấy anh chị. Đây, ai kêu cho em muỗng vàng nè. Em bán 300 nè. 4 cái này với 1 cái này. Tài Ngô. Nè chị lấy chốt mã 300 giùm em đi. Muỗng còn mới luôn, chưa sử dụng luôn. Đây cái ly này nè, nó hơi chạy viền, em bán 20 luôn. Cá bắp hoa bỏ thề em lấy. Cái bắp hoa bỏ thề em lấy. Rồi ok, bỏ thề. Bỏ thề lấy đây. Nãy này 20 nè mấy anh chị. Nó hơi bị chạy viền nè, bán 20. 20k. 20k. Mới có Tài Ngô không à. Rồi cái này em bán 20 đi. Chốt 20 luôn đi chị. Ờ lấy cái khác. Lấy chút mã 20 giùm em đi. 20. Cái này 20 luôn nè. Cái 20. Cái này 20, cái này 20 thì lấy mã 02, 20 nè. Thấy bà hỏi không biết nữa. Này 20 luôn, chốt mã 02 giùm em. 20 chốt mã 02. Thấy không? 5 cái 300 tặng em cái xanh và dạ, cái đỏ nè. Rồi ok, chơi với bà luôn. Chơi với bà luôn nè. Đó, xuân này em chơi, xuân nào chơi. Đây.
Trời chị em không mà tặng bình thường. Này nó hơi chạy nè gái ơi, chút mã 02 đi anh Khoa ơi. Hơi chạy miệng chút xíu nè, 02. 02 đi anh Khoa. Đây cái này em bán cho Ly Mộc, này em bán 40. 40. 40k. Con ghi cái gì vậy cậu? Em lấy hoa xanh. Dạ, hai xăm rồi chị. Đây cái này em bán 40 nè. Đây mọc chuyện đây. Cái này là ly mọc nha. Ly mọc đẹp lắm. Không, em chỉ chuyển khoản rồi hết trơn rồi. Đây cái này vẽ tay nè. Cái thủy tinh tròn tròn bên cạnh là gì? Nào ta, nào chị thấy ở đâu ta? Nè ơi, cho táo, cho táo, chạy em xíu đi. Khúc nhân giấy. Đây cái này nó dễ màu xanh biển chứ. Rồi ok ok lên luôn. Để xíu đi lên cái da này á hả. Đây cái này nó bị lẫy nè. Cái này mình mua về mình chân đi. Quá đẹp rồi. Thôi đi. Mà bán gói về tới ngoài chắc cũng bể. Không còn, không có còn tính mạng đâu mấy chị. Đây Linh. Có mẫu nào vậy chứ? Đây là chị. Trái này em bán nha chị, về ấy đi. Bán bà 50 ngàn thôi. Về dằn giấy tờ em đó. Về dằn giấy tờ. Có chờ có mà ít à. Cái nào thủy tinh thấy đẹp lắm á lựa về. Mà như không có tô luôn. Tại thủy tinh nó gói về giải bị bể. Tôi tinh không có luôn. 50 cho chị Hồng Loan nè, đẹp lắm chị. Này vừa bán vừa tặng mình nè. Còn trong hộp luôn á chị ơi. Còn trong hộp luôn, bởi vì nó không có gãy đó. Còn trong hộp gói giấy đàng hoàng luôn á. Chứ không thôi là nó gãy rồi. À, có thủy tinh thấy mấy cái này đẹp đẹp thì lấy lại bán nè, chứ ít có lựa thủy tinh lựa lắm. Thủy tinh là căng sang ngang cho người ta trơn. Cho người ta á, tại vì mấy này thấy đẹp nè. Cái này là của Pháp luôn nè. Bán 100k nè, ly uống rượu nè. Này bữa đó không biết sao nó sót lợn thùng để lợn nè, chứ cũng không có thủy tinh gói bể hết trơn. Đây ba cái này em bán 50 luôn nè. 50 sơn thủy. Ba cái ly này 50. Anh lấy chút mà chút mã má giá tiền cho em. Cái ly này đẹp dữ lắm luôn nè mấy anh chị, đẹp lắm. Nè 50 chốt cho chị Hồng Loan. Hồng Loan đổi cái thùng. Cái này hai cái này em bán 80 đi. Còn mới đẹp quá. 80. 100 chốt cho Tài Ngô nè, đẹp lắm. Tài có một cái một nè. Tại vì còn sót lợn thùng đó là rửa ra được mấy cái đó. Tài Ngô cái này miệng 11 nè. 80 hay gì vậy? 11. 80 em chốt cho trung tâm thi không. Mấy anh chị mình sao? 83 cái. Ừ. Phong này như vậy. Có 80. Đây cái này cũng có nắp nữa nè. Cái này men gạn nha, bán cái này 70 luôn. Không. Ừ bán 70 luôn đi, lỡ nói rồi. Đây là một chuyện nè. 70 nữa này men gạn nha mấy anh chị. 70. Lấy chút mã 70 cho em. 70. 70 chốt cho trung tâm thiên thông. Cái này men gạn nha chị. Lấy xuống đi cùng. Chị Hoa sao. Rồi hai cái này một cái một bông. Em bán 60 luôn. 60 gốm nhật. Chị sao rồi chị Thích Nguyên ơi. Hai cái này em bán 60. 60 lấy chút mã 60 cho em. 60. 60 một cái một màu. 60. Đây. Mọc chuyện đây. 60 mấy anh chị, 60. Sao mấy này cũng trẻ mà sao cũng không kiếm ra coi.
Cái này đẹp lắm nè mấy anh chị. Cái này đẹp lắm luôn. Miệng nó tới 19 rồi mà dày dữ lắm, mình bán 120 nè. Nó dày lắm cái này mình hả? Trời ơi. Dày mà đẹp nữa, viền sô cô la còn luôn. Mọc chuyện luôn. Thế tám ở đâu có chốt đâu? Chốt. Chốt luôn hả? Trời bắt kiếm trái nữa không có kìa. 50k phải không? Này nó không, em bán 20 không có cái nắp nữa. Biết là cái nắp ở đâu rồi, 20. Lấy chút mã 20 cho em đi. Bà chị bà lấy chị trung tâm trung phong bà lấy cái này về đi chị. Bà lấy cái này về đi lỡ có bảy rồi đẩy qua cái này lại chị. Ba cái mà nó cho em có hai nắp đó. 20 cho chị tôm nè. Tôm xanh đi. Tôm à. Đây cái thấu này em bán 30. Họ toàn ngô sao. Này 30. 30k. 30k. Ba chục cho lưu phiêu. Cái này được 2 cái nè chị. 2 cái nè. Ờ vậy cho ngừng cái luôn. Chị Hoa 1 cái, chị lưu phiêu 1 cái. Có luôn chị, có luôn. Này kiếm cái nắp đại lên coi. Này chị Hoa một cái với chị Diền cái. Có bình hoa luôn nha chị. Lu phiêu. Chị ơi, chị một cái với chị Hoa một cái rồi chị ơi. Bao nhiêu chị? Cái có 30. Lu phiêu. Người một cái đi bị. Người một cái đi chị em chia nhau. Đây cái ly này em bán 50 nè, ly đẹp lắm anh chị ơi, để chị lưu phiêu hai cái đi cho nó rồi. Ok chị, ok chị, ok chị nha, ok chị đẹp nha. Coi lại cái tô 120 già già chị phiêu lưu ơi, chị kia nhường cho chị rồi đó chị. Chị vô inbox messenger số điện thoại. Dạ 50 em chốt chị Hoa nè, chị Hoa là dễ thương nhất luôn. Bởi vì lưu chị đây cái tô này 120. Cảm ơn chị đẹp và cảm ơn mấy anh chị luôn. Đây. Thạch lụ hoa. Chào chị Thạch lụ hoa. Bà để tin này nè em dễ đọc không mà đọc kêu quá trời dài rồi. Đây mọc chuyện nè, mọc chuyện nó ấn vô luôn 120 lấy chút mã 120 giùm em. Không có mắc đâu mấy anh chị, nghe lời em về cầm cái tô đi, chỉ có một cái duy nhất thôi. Em khui một tấn mấy đồ, chỉ một cái tô thôi. 120, lấy thì chốt mã 120 cho em, để ly xanh cho chị. Cái này hay gì chị? Cái này hay gì chị ơi? Cái này 50 nè chị. Cái gì vậy ta? Cái gì à? Cho xem cái chùm màu đen. Và tô lấy không? À, nãy ai hỏi nè. Nãy ai hỏi cái tô lại á Linh. Để chị thằng cho mình gửi lại tặng hình như vàng mã 200. Cái gì rồi, ông ngắn cái gì rồi Linh ơi. Cho xem. Không ly xanh nãy 50k lấy rồi. Và 120 cho bắt nhiễm. Có một cái một luôn á, cho em xin số điện thoại luôn đi. Và chị lấy rồi đó chị, em lấy cho chị rồi. Em thấy chị có mấy cái ly xanh như thế có 200. Cạnh cái chim to ấy. Cho em xem cái ấm ở trên. Em gửi hôm qua chị Thiên An ơi. Chị bắt nhiễm cho số điện thoại nè. Cái ấm này 500k nè. Bắt nhiễm chốt đơn vô anh bóc giúp em nha. Cho chị xin miếng nước đầu. Cái ấm này 500. 500k hàng trưng bày. Rồi với ai hỏi gì nữa em không biết. Chọn cho em mấy cái ly 20k nhé. Rồi để cái đó nữa chụp hình sao cho chị đi chị ơi.
tại vì cái này tùy theo cái, tùy theo cái chị ơi. Đây anh có mấy nước chấm cua nè, cua là chuyện cái 10k thôi, cái 10k đó, ai lấy mà 10k sạc cái lượng chùm cặn cái ấm đó. Chùm nó có 5 chùm mấy chị, có 5 chùm á. 10k lấy mấy cái à, mấy cái à, chị Tôm ơi, lấy mấy cái em sẵn ra cho nè. Em cũng được đó, đi đổi màu giá xong. Chị ơi, cặp này em bán 500 nè chị. Cặp này một cái này là bà Phật, một cái này là ông Tư bà Nguyệt. Rồi hai cái. Đây hai cái 10/2. Đây con cua này, con cua này mình làm nước chấm ha. Đây ai chốt nhiều cái con nhiều cái đây. Em cũng có mấy cái à. Này về mình làm nước chấm dễ cưng lắm. Hai cái đầm màu nhé. Hai cái đầm màu nhé là gì ta? Cái này là bà Phật nè chị. Đổi màu già đúng rồi, đổi màu hai cái đổi màu nhé, hai cái đổi màu hết luôn. Nhưng mà cái này là bà Phật, cái này ông Tơ bà Nguyệt. Chị muốn lấy bà Phật thì 350. Cái ông Tơ bà Nguyệt thì 250, hai cái thì em lấy chị 500. Đây nước chấm con cua. Hai cái 10. Ca đó. Rồi chốt hai cái rồi đó Tôm ơi. Đây hai cái nước chấm rồi, hai cái lấy hai cái rồi đó, cua nó cưng chết luôn cua này. Đây có cái khố nữa nè, khố này bông tulip này thì bự nha, này em bán 80, này 80 nè, mới luôn. Ai lấy chút mã 80 cho em đi, miệng nó 16, ngang nó 16, cao là 5. 80. Ai chốt lấy 80 cho em. 80k. 80 cho chị Kim Trâm xin xem. Đây, nó còn mới luôn chị ơi. Sự. Ngoài. Của chị Trung Tâm Thiên Thâm. Đây. Cái này em bán cái 10.000 nè. Cái 10.000 được mấy cái đâu? Gì chị? Có được mấy cái. Cái 10k ai lấy chốt mã 30 cho em. 30. Rồi em có một cái chén màu đen. Rồi cái này em bán 20 luôn đi. Miệng 11. Không cho xem chung hả? Cho chị mà em không biết chung nào luôn á. Tại nó quá nhiều chung nè chị. Nó quá nhiều chung em không biết chung nào cho chị xem luôn. Ồ, 30. Rồi 30. Mỹ lại mỹ. Đây nó có 1 cái em để cho chị luôn nè, 4 cái. Mà tối có 1 chầm luôn á. Ừ. Chung nào chị ơi? Chầm bắn chưa? Thêm 2 cái nước chấm nhé. Rồi thêm 2 cái nước chấm nhé nè. Cạnh cái ấm đó. Là cái nào vậy? Ta? Chắc cái này quá. Cái này đúng không chị? Cái này đúng không? Ok đi. Ta xem ấm đó. Này có ai? Đây cái này á là em có 5 cái. 5 cái. 5 cái là em bán 350. Còn cái này thì em bán 40 nè. Đó hai cái chung chị đang hỏi em nè già. Cái này là một cái 70k chị, nó không có mọc nha. Nó không có mọc, nó không có con ngựa luôn. Đây nó gì nè. Và một cái 70k. 70k em có 5 cái chị. Này 40 cái. Ê thằng ấy lấy thêm 2 cái con cua nữa đó. Lấy qua chưa? Lấy rồi đó. Ừ. Còn cái ấm này là 500k. 500k. Em lấy cái ông nội xuống đi. Lấy thêm 2 cái nữa. Hàng mới. Không phải hàng mới chị, hàng xưa chị. Hàng xưa. Không có chuyện chị. Em nói nó dài quá trời luôn. Không có chuyện. Nó không có chuyện nha chị, mà nó không có con ngựa gì hết trơn, nó là gì nè. Đây, không có hàng mới nha. 5 cái đó em bán 350. 350.
Đây em có hai con gấu nè, một con màu hồng, một con màu vàng, một con màu vàng, một con màu vàng. Đây rồi hết cái này em bán cho mấy anh chị mình 100k, cái dĩa với mười mấy cái gác đũa gì đó 100k, nhóm chắc đũa đó 100k. Đây em có bốn cái muỗng màu xanh nè, 80 cái, 20k, bốn cái muỗng sứ, bốn cái muỗng sứ, bốn cái muỗng sứ, một cái 20, một cái 20, ai lấy chút mã 80 cho em, còn mấy thì là lấy nhiêu cái thì sạc, cái 20, một cái 20, muỗng muỗng sứ 20k một cái, một cái 20k, 20k, 20k. Còn như mẹ nó không có còn màu này, nó không màu này. Tao bỏ đâu rồi em. Chị đổi lấy cái màu khác. Lên qua. Đâu? À. Còn màu. Đây có cái tô màu đen. Đây, cái tô hoa 100k. Cái tô hoa đen. Hoa đen, bông xanh, bông bông trong, bông ngoài 100k, lấy chốt mã 100 cho em. 100 ngang nó là 15.5. Con cái một của chị ơi. Mới toàn luôn. 400k cái nào? Tù. Cái này mấy cái gì? Tù đàn, bà thấy tù đàn. Em có cái ly mọc hoa mai nè, 30 thôi, 30 này, hoa sắc nè anh chị, 30 chút mã 30 cho em, 30 em có mấy cái chùm này quá trời thấy cưng rồi nè, ôi chàng ơi chàng, 30 cho chị hoa nè, chị hoa nè. Cái này cái 20 đi, quá trời đẹp luôn, 80 80 mấy anh chị, bốn cái ly lá trúc nè, đẹp cực kỳ luôn, 80k, 80 bài em đi mấy anh chị. Đây em có một cái ly này cũng đẹp luôn. Này em bán 20 luôn. Ô vậy cua còn nhiều. Cắm bút và hai gác cửa nâu tách lẻ đi chế. Đây đây để em tách lẻ cho. Tại em tính lên vậy cho nó rẻ đó chị. Đây. Trời ơi, cắm bút. Cái cắm bút mà chị nói em có biết không? Em nói là cái đồ để dầu hào không má. Giờ chị nói em mới biết cái chị ô thứ gì bán đó giờ hả? Ngu như là gì. Cái ấm nó 500k đó mấy anh chị ơi. Ơi nó được có nhiêu đây hả quay? Nó được có nhiêu đây hả? Ủa tôi đâu biết bà bán tôi. Rồi bán 20 luôn đi bầu ơi. 20 luôn à. Chốt cho bầu tôi 20 đi. Á trời ngu rồi chị ơi, chị bán gì mà ngu rồi lúc tới giờ đâu có biết.
Thôi chụp em chốt cho chị Hoa chị ơi. Em chốt cho chị Hoa, chị Minh Tâm Minh Phong sao chị ơi. Em ngu thánh thằng thiên địa đó giờ em có em đâu có biết đâu. Cho mình xem giá. Dạ giá có đó 500 đó anh ơi. Nhỏ xíu xíu à. Có hoa khác không chị? Hoa gì chị? Lên. Em đang bán lai cho bà, bán mướn. Đây cái này mướn ai cho tiền mà mướn quần què trả tiền mày. Cái này nó 13.5 nè. Bán mướn đi chắc. 13.5. Cặp này em bán cho mấy anh chị mình 70 luôn. Bây giờ đâu có biết cái vụ mà 70. Cấp được không Linh? Ừ. Vậy 70 nữa đấy, chốt mã 70 cho em đi. Đây. Cái bình nè. Dạ đây cái bình này nó nhỏ xíu xíu à. Cái dạng mình hàng mình trưng bày đó. Chị bọc cốc uống trà đó chị. Anh phố mang cái gì chị bọc cốc uống trà. Chị bọc cốc uống trà. À chị ơi. Bọc cốc uống trà. Nào ta. Tại vì hôm bữa giờ chị không có nói em không biết, em tưởng là cô thiệt. Hoa bọc cốc uống chiếc uống trà đã nào ta. Hoa bọc cốc rồi hả nào? Tưởng đâu hẹn lấy clip của bà. Hôm nào có luôn hả, có luôn. Chị nói hoa bọc cốc rồi hả nào không biết. Bố mập quá. Mập quá. Chị cái này đẹp lắm nè chị. Cám 500 chị ơi. Chàng ơi em nói gì em nghe. 500. 70 hai cám. 500k, 500k. Bữa em kêu 600 nữa mới làm sụp 500. Lúc trước là em để nhà em trưng bày cái chú ở Cần Thơ lên đó. Là em bán cho ổng hả 1 triệu. Đây em có 2 ly nè. Bán cho mấy chị đẹp mình 50 luôn à. Về uống rượu à. 50, đẹp lắm. Thì để em vô tim. Ê ba nói đang cầm. Đang cầm lá này nè. Lá chút mọi ơi. Em đang ở ngoài ồn. Dạ cái bình đó là 500. Cái này là 80 nè chị. Ô trăm luôn chị, 5 cái chị ơi. Đây vừa uống trà luôn rồi đẹp ơi. Trời chị ghi nãy giờ mà em không có em 100 nè chị, chốt mã 100 cho em đi. Đẹp lắm. Hồi nào? Dạ cái đó em khui này không có rồi. Nè chị nè. Thấy cưng lắm, vừa uống trà luôn. Đít tròn đẹp luôn. Không có bự mà không có nhỏ nữa. Lấy thì chốt mã 100 cho em chị. Có đó mà giờ không có nằm cái môn rồi. Chị ơi chị hỏi ơi, chị hỏi chốt khoảng 100 giùm em chị hỏi. Đâu biết đâu, thôi để thứ bạn. Đo kích thước cỡ rồi để em đo cho đây. Đây ok. Tối thứ bạn chị chạy qua. Cái này là miệng 6 cao là 6 chị, cao là 6 miệng là 4.5. Cao 6 miệng 4.5 100k. Ai lấy chốt mã 100 giùm em đi. 100. 100k. Em mua bán trà trung niêm đó. Rồi, dạ, em biết gì bán gì chị bán đây chị ơi. 100k chị. Chị viết dài quá em đọc khơ không đúng rồi. 100k lấy chốt mã 100, em có hai chén lẩu nên bán 50 luôn. Rồi, dán chị đọc vô ra hết chiếc đẹp. Nào dạy cho em quá nè. 50, em có hai chén lẩu 50. Dù gà dắt nhất màu đen. Đây 50, ai lấy chốt mã 50. Cái miệng là 12 à. Miệng 12. 50 mấy anh chị ơi, 50. Cao là 5. Chén ăn lẩu 50. Ai lấy chốt mã 50 cho em. 50. Đây em có cái này là chắc làm bánh quá. Hai này em bán 100k luôn. Con cá với cái muỗng nè 100k. Lấy chút mã 100. Cái này chắc làm bánh quá. Ngang là nó 17.5. Dài nó 17.5. Ngang là 10. 100k. Ai lấy chút mã 100 cho em con cá. Cái với muỗng nè 100k. 100. Cái này nó tới 100, con cá 100. Đây em chốt cái văn phạm. Cái này là làm cá, làm máy đẹp lắm chị. Nãy giờ mới thấy bà gì. Văn phạm rồi. Giờ bà đi đâu vậy chị? Đây có dĩa mộc nè.
ngang là nó 15. Này em bán cái 15k luôn. 15k 2 4 6 8 9 em có 9 cái. Cái 15 nè, ai lấy 15 sạc số lượng cho em, màu xanh ghiêu. Em có được 9 cái. 15 sạc 9 đi. Đây em có cái này nè mấy anh chị. Cái này ghê lắm rồi. Ghê lắm á, ghê lắm mấy anh chị ơi. Cặn này nặng mụ nội luôn. Đi lên đây. Ngang nó là 25. Dài nó 25. Ngang nó 12. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mới ngủ không luôn biết. Trời ơi, trời ơi. Cái 70. Cái 70 rồi mấy anh chị ơi. Một cái 70 nè. Nó đẹp lắm mấy anh chị, đẹp lắm. Viền ở đây là nó viền vàng luôn. Bao mới luôn á. Mấy trời ơi, đẹp lắm mấy anh chị ơi. Cái 70k nè. Ai lấy 70k sạc cái lượng. Chào Chiêu Phùng. 70. Cắn sạc rồi luôn rồi vậy. Ừ, đẹp cái ghê luôn nè, viền vàng luôn. Lấy mấy cái chị? Em có nhiều lắm á. Em có, em khui được cũng hơi nhiều nhiều á. Chị lấy mấy cái sạc số lượng đi chị, đẹp lắm. 90 cái gì á? Em có 90 cái gì đó. Mà lấy mấy cái mà lấy đi. Cái nào mà lấy về đi rồi đẹp mà kiếm thêm nó cũng không có. Bữa em tính để cho 5 vàng đó, em sợ em về nặng đó, tiền chi phí mắc. Mấy? 70 sạc đi chị. Chị ơi, 70 sạc đi chị. Chị Văn Phạm sạc 2. Rồi sạc 2. Nhờ hên chị về nó nặng mà nó không bể cái nào luôn mà là biết nó chắc cỡ nào rồi đó. Lấy hết đi chơi, nó đẹp lắm chơi. Đây cái này là miệng là 7 nè. Bộ này em bán 50. Cao là 8. 50. Cái này 50 nè, em có 3 set. Màu nâu đẹp quá, nó bóng ngời luôn á mấy anh chị. Nó bóng ngời luôn. 50 sạc cho em đi. 50 chờ chốt cho chị Trung Tâm. Ừ. Màu nó đẹp lắm chị. Nó bỏ mấy màn keo của tao nè. Nè bà nội. Cái này uống là phải sữa là cứng khừ như bằng mừ luôn. Chị ơi, em chốt cho chị Trung Tâm mà chị qua. Cái nào? Này dĩa mọc nè, có mọc luôn nè. Này hả? 40. Này nè, này nè. 40. Ơi chơi cộng cái đó cái gì vậy? Khác hả? 40, 4 cái dĩa mọc 40 nha. 4 cái mọc là 40. Trung tâm. Để chị Trung Tâm 3 set đi. Dạ chị. Em có cái hoa này đẹp quá nè. Đây nè. Hoa đẹp ghê luôn. Hai cái này em bán mấy anh chị mình 60 đi. 60. 60 nè. Em có 2 cái 60. Cái bông nó làm ở trong nó đẹp cái ghê luôn. 9292 ai điện lại lên nè. 609292. 60 một cái 30. Một cái 30 mấy anh chị, đẹp dữ lắm. Dạ, em chốt cho chị Hoa. Đẹp lắm chị. 3 set 50 chưa bà nội. Chị Nguyễn Nguyệt sao? Đang có cái tô đen mình bán cho chị mình 50. Ngang 16. Anh Quỳnh. Anh ngang 16 cao là 7.5. Xả đi anh cho con gọi xả đi. Chị xả đi. Rồi xả đi. Để đi chút lên. Này cái 50 mấy anh chị. Cái 50. Tô này nó mấy cái tô này mình cầm không có nóng hay mấy anh chị. Bởi vì bây giờ là đồ mọc bán được là như. Ai điện thoại với Linh. Cầm không nóng nha. Này miệng 12 nè mấy anh chị nè, em có 6 cái. Đây, miệng 12 dựa chén cơm bán cái 25k. Cái 25 đẹp quá. Rồi ơi, chốt cho chị gì đó. Ừ, chị Hoa. Sao to? To rồi. Mẹ nhiêu rồi? 12 miệng 11 rưỡi. Vừa chén cơm luôn mấy anh chị.
nói xương nhiêu qua nè, cặp 50 nè, em có 7 cái, cái 25k đó, ai lấy mấy cái xẹp mấy cái cho em, vừa chén cơm ăn luôn nha mấy anh chị, vừa chén cơm ăn mà mang của nó bóng đẹp lắm, mang bóng đẹp lắm. Đây có 4 cái ly nè, em lên lại cho mấy anh chị nè. Nè, hoa mai đào nè, hoa mai đào, men là men nhám luôn, men nhám luôn á mấy anh chị, lấy chút mã 80 lại giùm em đi, 80 đẹp lắm mấy anh chị ơi, men nhám luôn. Số này cũng được nè, số này cũng được. Đây em có cái ly này nè, ly này nó ghê lắm nha. Ly ghê lắm à. Đẹp lắm à. Đây mập chuyện đây. Nó lại cái gì qua nè. Đây. Ly này em bán 200. Cái shipper lại lấy phải không? Rồi cái gì? Miệng nó là chính. Miệng là chính, cao là 9.5, 200k. 200k lấy chút mã 200 cho em. Thành ốc sống. Đây, cái này là trái trái gì không biết nữa, chinh chinh đó, trái củ dền này em bán cái 30, 30 em có 3 cái, 3 cái thì em bán 80, ai lấy 3 cái thì em bán 80, 80 3 cái, 3 cái 80, bán ngày là bán mà không mua được cái thôi luôn, bán một cái bớt, bán cái lượt cái mới bớt. Câu này đâu đi qua? Thúi. Con cái hả? Ừ. Có cái tô này cũng đẹp quá nè, mà nó không có bông hoa vậy chứ mấy anh chị ơi. Nè. Hai thằng muốn quậy mang về cá với tôm. Chút shipper nó lấy. Em bán cho mấy anh chị mình 70 luôn. Cá với tôm làm miệng nó 15. Miệng 15. Thôi bán 50 thôi, 50. 50k thôi mấy anh chị, nó không có mập. 50. Cái này cái đồ mình làm bánh nè, phải em có nắp để em bán được lắm nè. Nó bị bể nắp bởi vì nó mất tiêu rồi, 2 cái nè. Này đây có nắp im thấy ghê luôn. Hai cái làm bánh này em bán cho mấy anh chị mình 70. 70. Có một cái dĩa lứ, lứ lẩu. Miệng nó 32.5. Chiều dài 32.5. Chiều ngang nó là 19. Cái này em bán 100k. 100k, ai lấy chốt mã 100 cho em. 100. Ai lấy chốt mã 100. Đây một chuyện. 100. Đây. Cái này cái dầm trà. Cái dầm trà này mập chuyện nó nè anh chị. Đây. Cái này em bán cho mấy anh chị mình 200. Cái miệng 16. Cái miệng 16. Cái cao của nó là 7. Em bán cái này 200. Đây, đây nó khắc ở đây nè. Đây có mọc chuyện luôn nha. Chuyện đây. 200 cái dầm trà 200, lấy chốt mã 200 giùm em. Mọc để qua một bên đi mày. Mọc mấy cái. Đứa này lên. Mọc để qua một bên đi, cái nào cái người mọc với chốt mà. Đi mọc hết quá. Ừ, mọc hết. Để lên cái này. Đây có cái chén này nè. Chén này em bán 50 đi. Mà nó khắc 3 cái lỗ nè. Đây, 50. 50. Chén 50. 50k. 50k, ai lấy chút mã 50 cho em. 50. Chén đẹp lắm mấy anh chị ơi. 50. 50. Miệng 13. Miệng 13, 50k. Tỷ thứ đó.
50 chút. Chị Hoa cái chén đúng đẹp luôn á chị. Mình làm từ từ mà. Dầm trà đó qua, dầm trà đó. Cùng mặn nước nha. Đây cái tô này dầm ba phụng múa nữa nè mấy anh chị ơi. Miệng nó 18. Cao là 9. Hôm nay ăn trời. Này như vậy. Hồi này bán 120. Mấy anh chị chấm bài giùm em mấy anh chị ơi. Ơi cái này nãy chị Hoa lấy nè mày. Đẹp lắm nè. Con cái một luôn á chị. Chứ tự nhiên máng thì bỏ bỏ gì. Đây em có cái thố nè. Này miệng nó già già trắng tịch tịch. Chị lên đi em nó sung lên đồ mấy anh chị ơi. Để em thôi em không có sung lên đồ mấy anh chị. Miệng là 20. 50. Miệng là 20. Cao là 8.5 nè mấy anh chị. Ủa nó đẹp mới to luôn hả. Này bông nó đẹp quá. Cái này à, nè giống của anh. Nhưng mà cái miệng nó hơi dày nè. Em bán cho mấy anh chị miệng này 250. 250 cái này mình mua về mình xài á mấy anh chị ơi. Chứ mình bán thì giống như nó hơi chạy thôi. Chân cũng đẹp. Dày 250 bông viền luôn ha. Bông viền hết luôn. Cái đít nó nè. Đít nó chỉ rẻ vậy thôi. Nhưng mà cái mang nó đẹp lắm. Đẹp lắm chị, trung tâm thiên phong. Về mà để trên bàn mà cũng đẹp nữa. Trời ơi cái này mà để đồ nhậu ăn là chết luôn. Đây. Ừ nãy có cái chị kêu lên cái dĩa đó tới giờ mới nhớ. Đây em có cái dĩa này cũng đẹp luôn. Hoa hoa gì không biết nữa. Hoa mẫu đơn, hoa mẫu gì, hoa mẫu đơn. Cái nào mà giữ ý bả là cỡ nào bả cũng không trả giá gì. Cái này 28 nha. Ngang là 28, cái miệng là 4.5, cao là 4.5. Cái dĩa này em bán cho mấy anh chị mình 280k. Đây, một chuyện 280k. Lấy chút mã 280 cho em. Cái dĩa này đây. 280 chốt cho Nguyễn Nguyệt. Vô lên. Đâu sáng giờ điểm được vậy? Trời ơi. Hả? Cho nó sống với hết bao dài á. Vậy à, mua được gì không? Dạ ba. Thì bởi vì em biết anh đi xa rồi đó, bởi vì nó không có buông buông đồ á. Mấy anh chị ơi, chờ chút em có điện thoại nha mấy anh chị ơi. Dạy đi nha, đừng rời máy nha. Dạy thôi cho. Action. Action. Rồi. Má mày chơi, nó mày chơi rồi Nguyễn Nguyệt giận nè. Cái này lên chưa? 280 là cái nào? Cái này cái gì vậy? Cái này mà má ra đi. Cho ông ba này bán này rổ chặt thằng á. Nếu mà khách mới hay gì á. Không, khách đủ. Đây. Còn một cái thố nữa kìa, mẹ đưa tao lên luôn đi. Cái này 28 rồi. Ừ. Rồi đi tự dặn mẫu đơn thôi, mẫu đơn. Đây, mẹ đỡ. Đây cái miệng nó 28 luôn. Cao là 5. Có mọc. Của Narumi nè mấy anh chị. Narumi. Cái này em bán cho mấy anh chị mình 300. 300k. Narumi. Đây hàng Narumi 300k. Này nó tới một bộ luôn. Còn cái tô đựng chồng chồng vô mà để ra ngoài đi. Tô ở đâu? Ở dưới đó đó.
lấy, mình phải lấy. Để lên này chứ. Đây. Này miệng 22, cái này em bán cho mấy anh chị mình 150. 150k, đây mọc chìm. 150. Lấy chốt mã 150 cho em. Cái này là của hàng Arita. Cái này em bán 100k. Miệng là 22. Miệng 22, 100k. Đây cái này còn một cái. Cái này nó không có chày. Cái này em bán 250 luôn nè mấy anh chị. Cái này 250k luôn nè. Cái này là không chày. 250. Đây. Đẹp lắm nè. Đo cho ảnh đi. Để em đo cho. Được rồi, ok. Miệng nó là 18. Ngang 18, cao là 5.5. 250. Đây em có một cái tô với một cái dĩa đại nè. Khổng lồ luôn. Cái tô là nó 28. Cái tô là 28. Còn cái dĩa là nó 30. Cặp này em bán cho mấy anh chị mình 650k. Cái dĩa dưới là cao 5. Còn cái tô là cũng như cái tô cao ấy. Cái tô 89 nè. 650, cặp 650k. 650k, lấy chốt mã 650 cho em. Nặng bà cố. Đây để bộ nhỏ này chị. Nguyên bộ nó luôn hết luôn. Ừ. Mấy chế chấm bài, mấy chế rồi. Đây em có một cái dĩa có hoài nè. Với bốn cái chén nhỏ, hoài nhỏ vậy luôn. Cái này là bát trà là ngon. Học chuyện, cái này đựng mình trà. Cái này đựng mình trà là im luôn. Này là sắc vô. Ừ. Chốt 250 nhé, ok nhé. Cái này đây gì? Đây là bời. Cái thốn. Bộ này em bán cho mấy anh chị mình 350. Nó đi đái, nó mất đái. 350, cái dĩa nhỏ là nó 12. Dĩa nhỏ là nó 12, còn cái lớn thì nó 32. Nước của ta. Nước để trên này, xuống đúng không? Ngang nó là 28. 350, bộ này 350 mấy anh chị, đẹp lắm. Đây. Mọc ẩn luôn. Mọc ẩn luôn đó mấy anh chị ơi. Để xuống ống lên để hơi cái căng. Ê, mày điện cho ông Tôm gì đó. Ông của mày. Để ngay vô bên kia kìa, cho đừng đi nghe. Ồ, cái này quá trời đẹp các anh chị ơi. Hoa tú cầu mà làm hết trơn cái dĩa luôn. Mọc chuyện luôn, có mọc chuyện luôn. Nè, cái tô thêm một cái đó nữa nè. Đây, mọc chuyện nó ký quá trời nhiều luôn nè. Quá đẹp mấy anh chị. Cái bộ này em bán mấy anh chị mình 650k. 650k đó tới giờ á. Hồi đó tới giờ khui không khi nào mà được một cái tô cái dĩa gì hết trơn mấy anh chị. Đây cái này mình về đi. Tuy rằng nó ấy
chứ hả chị, mấy anh chị đừng đoan ra đẹp dữ lắm. 650k mấy anh chị. Lúc giờ không có khi nào mà khui được bộ gì cho, ít lắm, một cái à. Cái này được bộ luôn. Cái miệng cái tô là nó 23. Còn cái dĩa là nó 29. Cái tô 23, cái dĩa 29. Cái này cao là 5. Còn cái tô cao 11. Bán lẻ tô thì bao nhiêu? Cái tô không thì 400k. Không có ăn nó nhiều mà. Cái này là 500k nè chị, của anh luôn á, chị Giấy Màng. Cái tô nhiều mới nhiều rồi. Cái tô không là 400 nha chị. Bà lấy một bộ đi. Trời ơi nó đẹp dữ lắm chị ơi, chị lúc giờ ít khui một bộ lắm. Thôi chị này được hai bộ. Đây nè, miệng nó 23.5. Cao nó là 8 đó. Trời ơi. Đâu mà khui được cái này bộ bộ không nè. Đây. Nè chị. Còn tôi chưa đi chưa. Sam sắp hẹn ba mình. Cái gì giá nữa? Cái tô. Không được. Không được đâu mấy anh chị ơi. Cái này miệng nó 12.5 gì bạn ơi. Không có cái nắp là cao nó 16. Không có cái nắp là cao 16. Đây. Hũ nào nữa chị ơi. Đây cái này em bán 500k nè. Em bán cái like này 500 lỡ nói nãy thôi chứ chứ em mà hả, có cửa hàng là em bán giá này 500 đâu. Em thiệt á. Thua một set trà nữa. Hũ nhỏ đó 150, bị thâm trà 100. Cái hũ nhỏ đó 150 nó bị thâm trà chị. Bữa đó ông ba mày chốt anh cái dĩa. Bạn của ba. Cái này đẹp lắm nè mấy anh chị. Cái này đẹp lắm. Vuông góc luôn. Nó có hình một cái chú kéo xe. Mọc chuyện chìm luôn, 150. 150. Đưa dĩa vô nó chị gây ra rồi. Cái này dĩa trái lụ nè chị. Sáu góc. Đây trái lụ. Mọc chuyện chìm luôn. Cái này em bán cái 30. Hũ nhỏ. Còn 150 cho chị Giới Màng, nó bị ấy nha chị, nó chụp hình qua chị đó, qua coi đi. Này cái 30 nè. Bóc cái đi em chụp hình cho. Một cái 30k. Xem chén cơm. Một cái 30k, chén cơm xưa chưa tới nữa chị ơi. Này cái 30, hỏi chị nè, hỏi cái thủy tinh là bán nó mất tiêu rồi. Bởi vậy nó có, giờ nó nằm đâu thôi. 30 lấy nhiêu cái chị? Lấy nhiêu cái chị tôm ơi? Em có 7 cái nè. Em có 7 cái chị. Em có 7 cái. Bà lấy hết đi rồi. Đẹp lắm. Con để cái này xuống cái mát. Trời ơi, một cái. Đây 7 cái rồi, ok. Đúng rồi, lấy cái đi, lấy thường thường. Đây cái ngủ xanh. Cho người nào lấy hết nha. Chị gì lấy đó. Ờ, vậy thì chốt cho chị Thu Định đi. Đẹp lắm, em nói là đẹp mà không biết sao mà lấy một cái. Cái này miệng nó 24. Thu Vinh vô, em bóc Messenger cho em. Miệng 24, cao là 7. Miệng 24 cao là 7. Cái tô này em bán cho mấy anh chị mình 400. 400k. Xanh đỏ, ngũ sắc xanh đỏ nha mấy anh chị. Ngũ sắc xanh đỏ, nhắn tin rồi. Đây mọc chuyện 400k, lấy chút mã 400 giùm em. Bự dữ lắm. Đo là quên nữa rồi. 23.5. Cái tô này 23.5. Đây, có cái thủy tinh màu nè.
Thu Vinh miệng 25. Nãy coi chị đó đó. Nãy có chị đó hỏi cái tô thủy tinh nè. Em quên. Ô chị chấm bài. Chị vô chấm bài rồi. Ai mày để đâu trên đây vậy? Sao được? Không chị tăng được. Cái này đẹp lắm nè chị Lon. À, không biết đâu vậy, nãy giờ tao lấy đồ nè. Thu Vinh lại nè. Cái này em bán cho chị một 150 luôn á. 150 luôn. 150 chị. 250 nè. Nãy chị hỏi mà em đâu có nhớ đâu. Cao là 6. Thủy tinh mà nó tráng màu ghê trơn luôn. Trả giá đi anh. Đẹp lắm, trả giá uổng lắm á. Cái này nó bằng thủy tinh nè mà nó tráng dày dặn đẹp lắm. Đây. Nè, sơn thủy luôn, trớn sơn thủy luôn mấy anh chị. Đây. 150, cái tô 150 nha chị, con cái một. Cái một, cái tiếp theo. Chốt hủ gì kìa lên. Cái này nó ba màu. Dạ không chị ơi, đợi lão kêu giá đó rồi để gì đó. Này siêu to khổng lồ luôn. Cái này ngang nó 12.5. Dạ chị với màn chốt chị kìa, chị kêu chốt của đó là chị đó. Cái này cao là 14.5. Cái này đâu? Chị với màn chốt hủ nữa. Chốt hủ em đi, có việc chốt nha. Ok gái. Đây một chuyện đây, cái này em bán 300k. 300k. 300k cái ly siêu to khổng lồ này 300k. Nó có 3 màu, màu trắng, màu hồng vợt, màu hồng đậm 300k. 300k lấy chốt mã 300 giùm em. Ủa cái la cái không ai chị bà Nga không chia sẻ tao đâu biết đường vô. Đủ trà mà xanh nó không có xanh nó ừ. Cái bình trà này em bán cho mấy anh chị mình 120. Dế nè. 120k. Thôi cũng sắp 300k. Dạ không được. Lên đây là không có trả giá đâu. Em thấy bớt là em tự bớt rồi. Đây có tô này. Cái này em bán cho mấy anh chị mình cái 80k. 80k. Ngang là 14. Ngang là 14, cao là 7, em có 4 cái. Ai lấy 4 cái thì chốt 4 cái cho em, 1 cái 80. Tô này vừa ăn lắm nha mấy anh chị. Tô vừa ăn phở, ăn bún, ăn mì, cũng ăn gì ăn. Cả lộn với chồng mới ra ngoài ăn riêng mình rồi. Đây. Tô đẹp hồn nữa. 1 cái 80. Ai lấy chốt mã 8 sạc 4 cho em. 8 sạc 4. 8 sạc 4. Vô, ra. Nãy bắt còn cơm nữa quay. Còn canh ăn cho nó hết. Bắt cơm chưa? Còn cơm. Còn hết à. Còn cơm chứ dắt. Sáng muốn hết. Để sao có 2 chén, 4 đứa gái ăn hết. Chưa có chốt được. Anh trả giá. Chưa thành giá. Một cái dĩa hình chữ nhật size 22, ngang 10, cao 2. 120 luôn anh chị. 120 luôn. Căng ký ra 120. Nặng ghê. Đó của anh chuẩn. Phải không? Lên like là tụi em bán không có bớt mấy anh chị. Cầm tôi tới nha. 120 lấy chốt mã 120 giùm em nha. 120. 120 chai 120. Em chốt cho Johnny Tom. Johnny Tom 120. Em có hai cái lục giác này em bán cho anh chị mình 80k thôi, 70 thôi. Tự cảm giác và tự sụp nha. Miệng chính, cao 7, 70k.
Ok, chờ 3 giây. 70k cho cái chén lục giác này. Cái này để đưa cái đít lên nha. Ướp nè. Mọc kiện đầy đủ 70k. Để tôi muốn xác cái bột kìa. Thôi con cái. Mạnh. 400 nữa rồi. Đây. Mọc kiện. Chữ ký của nghệ nhân luôn. Còn viên vàng đẹp lắm. 23 cao 7,5 400k 400k không có thấy đói bụng mà ngồi rồi nó con mình nó khó chịu. 400k hồi bữa bao cũng ngon. 400k cái tô này size 23 cao 7,5 400k lấy chút mã 400 giùm em. Đây em có mấy cái dĩa mẫu đơn, em có 2, 4, 6, 9 cái. Mười sáu cao 3, một cái 30k 30k 30 xẻ chút lượng giùm em 30k. Hồi bữa hổng canh nào kiếm cái dĩa này đây nè. Giờ bữa nay khui gặp nè. 30k xẻ chút lượng em có 9 cái. Ưu tiên cho ai lấy hết 7 cái, 9 cái này. Em có một cái dĩa hồng xoài siêu to khổng lồ, giác cái điện thoại luôn. Size 40, ngang 31. Ừ. Cao là 4. Em bán cái dĩa này là 350, còn viền vàng cực kỳ đẹp, 350. Mọc nè. 350, dĩa nặng ghê luôn. 350. Lấy chút mã 350 giùm em. 350. Đấy, 100 là cái găng. 100 cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Cái gì 100 vậy? Yoga dấp nhất ơi. Cao 18. Cái gì này xuống thổi thôi. 12. Cái dĩa này 31. Cao 4,5 gần 5. Vậy hả? Vô ga lại đi bạn. 100 cái gì vậy? Nói đi rồi mình đưa cho. Chắc bị người ta chốt rồi thôi. Anh bán cái dĩa này cho anh vậy mình 150. 150. 150. Cái cốc trà đó. 6 cái cốc trà. 6 cái cốc trà nào vậy ta? Rồi chắc chắn cái trà đó người ta chốt rồi bạn ơi. Này à? À sao cái trà này hay gì không? Không. 4 cái à. 5 cái. Ừ. Này hả? Bên đây chấm năm mà mẹ này. Không, không. Ơi tiết ngon lắm. Mình xèo à. Cái thước rồi, cái thước rồi. Mình xèo à. Đây 100k 6 cái chung trà này. Phải nói không bồ? Nãy giờ anh kêu bà không chết luôn. Phải nói không bồ Ken ơi. Nếu thì ok thì đem dẹp vô. Ok thì đem dẹp vô. Ừ. Ok không bồ? Đây. Không thấy nước cũng thấy. Ủa uống được trà mà bồ. Đi chung trà mà uống được trà nha. Được chút à. Miệng 25. Cao 9.
cái tô này là 225k, căn đúng 250 luôn, 225k, lấy chốt mã 25225 giùm em, 5 cái chứ không phải 6 cái 20. Một trăm sáu cái, 5 cái, 225k. Đây em lên một cái ca gó chú tiểu 70k, 70k, 70, lấy chút mã 70 giùm em, cái ca quá đẹp. Rồi, ủa, chị hay quá. Nó đó chị. Ok con dê. Một cái 20 nữa. 4 cái này nó là 80. Miệng của nó là 6. Cao là 7. Thôi đi má. Nó bị lỗi đây chút xíu rồi. Bán 70 thôi, lấy chút mã 70 giùm em. Nó bị lỗi chút xíu ở đây. Dĩa hoa xanh 16, cao 3, một cái 25k, 25k, 25 sạc 5, có sạc 4, 100k, 100k, lỗi đó đó, bởi vì bán muốn tụi xuống 10.000 còn 70, 100k cho 5 cái dĩa hoa này, quá trời đẹp. Căng lên 108. Anh chị mình có lên gì nữa không anh chị? Nói đi em lên. Nói đi, có là em lên nha. Bánh chuối mà. Em lại nói chuyện rồi. Chị yoga dắt nhất á. Ly đẹp quá, có mọc luôn. Quà tặng cho Sơn nè. Anh chị chia sẻ chấm bài đi em tặng nè. Thùng đồ hộp á, đóng nắng kìa. Thùng đồ hộp của chúng ta. Thùng đồ hộp của bốt. Bốt gì trời, mới quên ngày nay mà bốt. Nghĩ hả, đâu? Mới quên ngày nay đây. Mới ca. Đồ hộp tùm lum hết chứ. Anh chị mình chia sẻ chấm bài cho em đi, em đem quà lên tặng nè. Chấm bài đi cho mạng nó mạnh đi. Anh chị mình có lên gì thì nói đi em lên cho. Rồi này tặng dài để đây quà. Khó là em lên, chưa tặng ai. Tặng ai cũng đội chứ. Gì? Thôi để chân em. Tặng người này, tặng người kia mất công. Để lên. Ăn, ngủ bà. Bây giờ mình đang nấu ngon gặp nhau. Ăn cũng vậy. Đó, cứ nấu vậy chứ thôi. Bảy. Cái này có cái rồi. Cây cũng ta rồi. Hai cái dĩa, một cái thố. Không phải bộ bán đây thì gấp bọc nè. Anh chị mình chấm bài đi, em tặng cái hộp cho anh chị nè. Hai cái dĩa mà có tố nắp bằng gỗ, chấm bài chia sẻ giùm em nha. Ai có đơn em mới tặng nha. Ai để bài
chia sẻ bài, ai có đơn em tặng nha. Chốt mã thố cho em đi, thố, ai chốt mã thố em tặng cái bộ này. Hai cái dĩa, một cái thố có nắp bằng gỗ, còn nằm trong hộp luôn. Thố, ai có đơn em tặng nha. Chia sẻ chấm bài. Chốt cho Johnny Tôm. Johnny Tôm, Johnny không có chia sẻ nè. Không có chia sẻ là không được tặng đâu nha. Ờ, không chia sẻ là không có tặng nha. Em chỉ tặng cho những người mà đã chia sẻ có đơn nha. Không chia sẻ nha, nếu như chia sẻ là bên em sẽ có nổi lên, nổi lên chia sẻ nha. Chàng hồi nãy em làm chuyện là không cái để nữa sạm đồ nè. Nay mạng bị cái giống gì vậy? Nè anh đánh Ukraine mạng Việt Nam bị yếu luôn. Em lên một cái tô hoa mai nha, hoa nổi bên trong luôn. 23, cao 6. Cái tô này á, em bán cho anh chị mình là 80 thôi. 80. 80k. Anh chị mình có lên gì không anh chị ơi, mạng bị cái gì giờ? Nó bị đứng hình rồi. Nó bị đứng hình rồi, em không có thấy comment của anh chị luôn á. Nè gom gom này là gọn đi. Đây, em có mấy cái ly sương tố, ly sương tố, nước ép hay cốc tài. Em có bốn cái thơ ly này, cái chân của nó bằng thủy tinh nha, thủy tinh màu luôn chứ không phải là thủy tinh sơn nè. Trả đây. Dạ, mà quá chậm. Đơn của chị hả chị? Đơn của chị em bữa nay mới có đóng rồi, ngày mai mới đi. Miệng 8, cao 18. Em báo một cái 40. Em có 4 cái. 160, 150. 40k một cái, em có 4 cái nè. Ly này đẹp lắm, chân lên tủ đi. Đẹp mút chờ. Đẹp mút chờ luôn. 40k một cái. Em chốt cho Hoàng Hồng Loan 4 cái. Hoàng Hồng Loan. Cái gì? 4 cái 150. Trời ơi, mới nhắc có luôn bồ. Em có một cái bình trà nó bị lỗi miệng đây. Em bán 100k lọc tổ âm. Có mọc luôn mà nó bị lỗi miệng rồi. 100k lỗi, 100 lỗi, 100k lỗi, 100. Đây em có một cái bình hoa, em chốt cho Johnny Tan. Johnny Tăng ơi, chốt mã lỗi 100 đi anh. Nó bị lỗi nha, để về không có thiếu nại em sao mà bị lỗi nha. Chốt mã lỗi 100 đi cho chắc ăn. Tụi tới nha. Gối đi sợ. Cái bình hoa này là bình hoa hút tài lộc. Đúng rồi. Cao của nó là 10-25. Miệng của nó bé lắm, miệng của nó có 3 thôi. Em bắt. Cái bình này em bán cho anh chị mình 700. 700k. Lấy chốt mã 700 giùm em. 700k. Có mấy cái? Ly niệm có nhiều mà. Nè, là có lỗi cái mồm nữa. Nè. Dĩa lót
ly đó nè. Em bán bộ này cho anh chị mình 200. Cái này chị gom lên hết đi. À con nghe. Cái sức trà 200k bộ này, 5 cái dĩa lót với. Có một set màu hả? Tại vì gom sức trà, nó bán sức trà luôn rồi. 200 cho chị Hồng Loan. Em chốt cho chị Hồng Loan. Có một cái set trà viền vàng của Noritake. Miệng là 9, cao là 6. Còn cái dĩa của nó là 15. Em bán cho anh chị mình cái này 180. 180. Lấy chốt mã 180 giùm em. Bình này em bán cho anh chị mình 120. 120, lấy chốt mã 120 giùm em. Ủa này có 3 cái ly hả? Ừ, có 3 ly. 120 mọc nè. 120. Lấy chốt mã 120 giùm em. Xếp trà này 180. Có một cái chén châu Âu màu à, mà nó bị lỗi ở đây rồi, lỗi đây đường nè, men gạn này dễ bị lỗi quá. Một đường ở đây với một đường ở đây, ai lấy chút bả lỗi 50 cho em đi về chân chơi thôi, vẽ tay luôn nha, về chân chơi thì được 50, lỗi 50. Em lên một cái bình trà nó bị lỗi nữa. Bữa nay khô chén bị lỗi rồi, bị nhiều. Lỗi 50 chốt cho Thạch Lụ Hoa. Nó bị lỗi nha chị, em nói trước nha, nó bị lỗi nha. Em có nói rồi nha, chỉ chân chơi thôi nha, nó bị lỗi đây nè. Đây em có một cái bình trà siêu đẹp. Nhưng mà nó quá trời đẹp rồi, nó bị lỗi ngay trong cái đường này. Đây nè. Ok chân. Ok chỉ chân nha, không được xài nha. Chị Thạch Lụ Hoa. Có anh chị nào thấy cái đường lỗi không? Cái đó về đừng dán keo gì đó là chắc chắn. Nó bị lỗi con đường ở đây. 50 hả? Em bán cho anh chị mình cái bình này 300, lỗi 300. Lỗi 300. Lỗi 300. Cái bình này quá trời đẹp rồi mà nó về tới đây nó bị ấy. Hàng của Noritake nha. Quá trời đẹp. Lỗi 300. Cái bình này không bị cái đường này em bán cả triệu bạc. Dạ, dạ, ok chị. Lỗi 300, anh chốt mã lỗi 300 giùm em Nguyễn Chí Dũng. Lỗi một đường ngay cái quai cầm đó, em nói trước. Lỗi 300. Anh chốt mã lỗi 300 giùm em. Lỗi 300 nha. Chốt cho Nguyễn Chí Dũng. Lỗi 300 chốt cho Nguyễn Chí Dũng, có số điện thoại luôn rồi đó. Đây đây, vào đưa đi. Cho anh xem. Cầm cái nắp trời, trời. Cái nắp nó dễ sụt lắm á. Nè. Anh vô Messenger đi. Anh vô Messenger chấm bài đi, con nhỏ em của em nó chụp hình cho anh cặn kẽ. 3 ly. 3 ly 5 dĩa đúng không? Anh vô Messenger anh bóc cho em đi. Cặp này em bán cho anh chị mình 50. Viền sô-cô-la luôn.
miệng 7, cao 8 Nguyễn Minh Dũng. Dĩnh cái nắp lại đó em. Chí Dũng. Nguyễn Chí Dũng. Mai tiếp. Sao giờ má đi dài mấy lần á. Anh Nguyễn Chí Dũng. 50. Bóc giúp em. Má này. Cặp này 50. Cái gì? 200 không? Ừ. Ủa người ta là Hồng Phượng mà má dám đặt thành Hồng Phượng. Mang tư không phải mang gạn. Miệng 8, cao 7, 50k cho cặp chung. Phu thê. Phu thê. Cái hồng. Mọc trong này nè. 13, cao 4. Má anh chị mình 40. Nó chốt mã 40 giùm em. Bốn mươi k một cái 20, lấy mấy cái thì xẹt số lượng giùm em có mấy cái đang chắc ra mà không muốn chắc, có hai cái dĩa thủy tinh 3D đẹp hú hồn. Bà chạy sai đường rồi. Ai chị xem chứ chị chậm lắm này. Đường giống là chị cái năm mười rồi. 16. Ai chạy cũng tao quen pha vậy đó mày ơi. Tao hồi trước quen pha để bỏ nó. Cao 4. Tao tính gửi gì nữa mà. Cặp này em bán cho anh chị mình à 150. Nhét người nào. 150 cho cặp trái táo 3D này. Quá trời đẹp. Chị tin chuyến này quá đẹp. Ừ, nặng má ơi. 150 cho cặp thủy tinh 3D đó. Anh chị mua đi, bán 400 à, không biết đâu. Bán 149.000 đó. Ừ. Bán sale thì sale. Ờ, bán sale giảm giá cho mấy chị luôn. Em có một bộ tô 2 chén. Miệng chén là 15. Tình mà mất căng. Qua dẹp được kìa. Thà bay em. Đó đó gì đó không? Tàn. Miệng của nó là 22. Chén cao 4, tô cao 7. Bộ này bán 200. Đâu. Rồi mẻ xíu luôn còn 150. 150 mẻ là chút xíu. Mẻ chút xíu còn 150. Tặng cho cái ly luôn. 150. Cái đống này tại vì nó mẻ chỗ này chút xíu rồi. 150. Em có cái ca Mỹ. Em có cái ca Mỹ. Em bán cho anh chị mình 80 thôi. Cái ca của Mỹ. Miệng là 9. Cao là 9. 80k cho cái ca Mỹ này. 80k. Ca Mỹ. Chốt cho Johnny Tăng. Làm quá mà sợ. Johnny Tom. Lộn Johnny Tom. Má nó mày mà nãy mày đọc vô Johnny Tom. Ông má tao không biết cho gì sao. Johnny Tăng. Cái con nhân viên ở ngoài này nó chửi tôi quá trời anh chị ơi. Tao nói chị tròn gì sao mày? 15. Cao 4. Hàng của Noritake, cái 100, hai cái 200. Hai cái 200. Noritake. Mày nhiều à? Cừ. Chị Trung Phong, Phong cừ tao rồi. Này đẹp mà. Lên rồi. Nhắc lại đi. Nhắc lại chuyện cái ao liền. 100k cho cái bình xanh ngọc. 100k cho cái bình xanh ngọc. Bình xanh ngọc 100k. Đổi vị đi mình lên cái khác đi. 100k.
Đây. Bên này em bán cho anh chị mình 180k. Như bữa nay vô cái mùa bị lỗi hay sao? Mùa thắt hết tiền rồi. Nó là do cái men đó chứ không phải là do... Con mèo quá đẹp rồi. Mẹ ở nhà bỏ ra xài nữa. Nó ấy đâu. Nó do cái men đó. Cao 10. Miệng táp 100k, cao 10k, cao mèo 100k cho cái ca con mèo này. 100k cho cái ca con mèo. Ca con mèo. Ca con mèo. Bỏ bán cho anh cái dĩa với cái chén này à ta. Miệng 10. Cao 4. Thịt chén với chấm này em bán cho anh chị mình 80, cái 40, đẹp lắm. Chuyện quả núi. Hai cái 80k xí xương. Có hai chén cơm bán cho anh chị mình 40. Hai chén cơm 12, cao 7, 40k. Hai chén màu xanh la ngọc đẹp quá. Có một cái tách phát miệng 8, cao 8, 70k. 70k cho cái tách phát này. Nó không có gì á. 70k. 70k. Biết trung tâm tiên phong thích này mà. Trung tâm tiên phong. Mấy chị ơi, vô mua mấy chị ơi, em ngồi hoài cũng chán quá à. Vô mua hào hào đi mấy chị ơi. Nay mấy chị hết tiền. Anh chị mình có lên gì không? Lên em xuống à. Vô mua đi mấy chị. Anh chị mình có lên gì không? Bữa nay mạng cái bị cái gì không thấy ai chấm bài ịnh 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 cho em chưa? Mấy chục anh. Ừ. Ai có cái chung này, ai có cái bình trà này. Bên này đúng không? Bên này phải ông Trương Nguyễn Sơn. Không nghe chị ơi, nó có mấy cái. Dạ em khui có hai cái à chị. Không được chục đó ông Trần ơi. Em khui có hai cái chén à, hai chén. Em khui có hai cái chén thôi. Ly này là ly đổi màu nghe, đổi màu ông Tơ Bà Nguyệt, cái ly này là 250. 250 đổ nước sôi lên, nó sẽ nổi lên ông Tơ Bà Nguyệt ngay đây. Nổi lên ông Tơ Bà Nguyệt ngay đây. Khi mà nó nguội rồi nó sẽ màu đen. Ok chưa? Chốt cho em mã 200. Anh chị mình lên xuống à. Ngồi bán lại đi má. Mày còn được, mày còn được thẳng dò, tao không có thẳng được luôn. Cho lùa này, cho găng miệng á. Em có hai cái dĩa nổi 19, cao 3, một cái 30k. Ai lấy dạt chất lượng giùm em, có mọc luôn nè. 30k một cái. Ai lấy dạt chất lượng, em có mấy cái. Nặng quá em không có đem lên. Mấy cái luôn á.
này mấy cái. Đây có chén cơm, chén súp, chén nước chấm. Một cái 25k. Em có nhiều lắm, chắc cỡ 5-7 cái. Chục không? Chục không chị? Em có cỡ 10 cái nè chị, chén này nè. Có cái quai cầm luôn nha, làm chén súp hay là chén nước chấm gì ok luôn. Chén cơm cũng được luôn. 25k sạc số lượng giùm em. Em có cỡ 10 cái nè chị. Anh Trần ơi, em có cỡ 10 cái nè. Ưu tiên cho ai lấy hết nha, rồi em sẽ sẵn có được bao nhiêu cái. Chị xem ca màu xanh. Ê, bên đây làm gì không Trần hả? Cái gì trắng giò cho trắng gì đây? Một cái ly thác phúc thần. Thấy cái bàn chân đó thôi, cái bàn tay đó là hai cái bàn tay đó. Thấy xong cái này là cái khác. Cái ly thác phúc thần này em bán 70. À 50. 50 thôi. 50k. 50k cho ly thác phúc thần. Chị tâm thông 25 rồi lấy. Chị ơi em không hề thấy chị. Chẳng hay chị từ đâu đấy. Alo, alo. 25k mấy cái chị trung tâm tiên phong. Cặp lông mi của tao nhiều mà chị nó không dài. Dài nhưng còn gì dài à, 40k là gì? Nhưng mà dài gì? Tao mày cho bạn chén nguyên xưa. Đừng kêu thức cái xưa. Hồi xưa không có đâu, Nguyễn Chí Dũng ơi. Em có là nhiều lắm chứ được món hay món rồi. Đồ xưa đâu có khu được nhiều. Đồ bây giờ mới khu được nhiều anh chị ơi. Cái này đúng không? Chốt cái này 40k đúng không? Ăn ế mà còn gầu nữa hả? Chốt này phải không? Bấm ok cho em coi. Ừ. Không thấy comment của khách luôn rồi bán cái kiểu gì đây. Mạng này á, nó lấy tiền thì giỏi lắm. À 40k ly. Ly nào? Ly chị kia chốt của trung tâm tiên phong ơi. Alo. Khỏe chưa? Khỏe chưa? Uống thuốc không? Em có một cái tấm cốt. Còn 2 tiếng hả? À? Hình quả núi. Cho mình trả đó. 70. Chừng nào hết 2 tiếng không hết. 70k. Không uống nước tủ lạnh nha. Lấy chút mã 70 giùm em. 70k. Tối thì tao ăn. Tối ăn một thêm sớm đi. Yến hả? Cao là 5. 70k. Vậy thôi. Tấm gót sữa. Hình quả núi. Một quả núi. Còn viền vàng đẹp luôn. Sớm muộn thôi. Đò đưa từ chiến mà. Em có một cái hũ trà. Một cái hũ trà này em bán cho anh chị mình 150. Cao chín. Miệng 8. 150. Cái hũ trà. Em có một cái ca. Năm mươi ca. 50 ai lấy chút mã. 40 rồi. 40. Thôi tao đâu có ngấy hai mày cười hoài đi. 40 chốt chị trung tâm tiên phong. Ngày trước.
Ờ, cá chép nó lòng nè. Ừ. Không có gì đẹp. Chờ mẹ nào ăn được thì nó mới đẹp. Nó ăn được. Cái này 40, ai lấy chút mã 41. Bóp nó cũng như là bóp cái 41 kim đan. Tự nhiên mâm móc. Ừ. 41. Dằn dằn. Dằn dằn. Bữa tôi nói qua rồi bán nè. Cái tao nói mày bán cho tao 90 triệu hả? Làm gì tao đi bông vú chữ không? Cái gì? Cái gì vú đi. Ôi là hai tét rồi, hai tét trời rồi. Chưa thấy. Có, hồi nãy bà giờ qua đó hay gì không, đó. Chưa giờ hai tấp nữa. Đây một cái ca sấy xương 70 hả bà? 40. Cái này em bán cho anh chị mình 60. 60. Bà Nga vô chia sẻ thôi, mới chia sẻ được. Bà Nga không vô được. Ừ, cái đó còn mấy cái rồi. 60. Bà qua không chia sẻ được nhóm. Sao không? Chưa gồ vậy chứ. Trời ơi, tôi nói bà là khách, nó ăn cơm với mà nó hết tiền. Không phải nè. Nè, lên nào. Cái 10k. 70k. Cái bông. 70k. Chén nước chấm, miệng 10, cao 3, 70k. Anh chị mình không lên gì em xuống nha. Em xuống đi rồi ngày mai mình like tiếp. Chứ bên này mạng yếu rồi, không có thấy anh chị mình comment gì hết trơn. Rồi chúc anh chị một buổi tối tốt lành. Chào tạm biệt anh chị.